thôi bây giờ con khỏi giới thiệu với bà con luôn bắt minh như bắt mình như bắt minh nói luôn đi <laughs> đang livestream bây giờ nói, dạ nói, xong bắt xong là mình nói đề tài gì chứ hôm nay á quý vị uh, là thùy dương không giới thiệu nữa bắt minh quen với bà con quá rồi không mất thời gian nữa bắt minh sẽ lên nói với chúng ta về đề tài lăng và di chúc hồ chứa mưa bắt 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 minh nói hồ chứ mưa hay bắt minh nói hồ chí minh con không, không biết sao bắt minh nói sao mà để cho họ không có chặn ở việt nam mới nha <laughs> à mẹ hả trời dạ. ơi toàn nó nói đúng không à nó chặn thôi, nó chặn hết luôn á. Thôi, thôi thì tôi cứ nói ông hồ thôi đúng không? Dạ vậy đi. Dạ ông, nói ông, nói hồ cả tên ông, ông hồ thôi. Dạ. Ừ. Bắt đầu một hai ba start. Dạ yeah, xin uh, chào tất cả các anh chị và xin uh, chào chị Thùy Dương uh, Thì uh, thực ra thưa với quý vị á, là uh, trong lúc mà tôi nghiên cứu á, thì uh, phải nói là uh, biết về bác hồ là À, cho mình thấy uh, nhiều cái mặt phải mặt trái đó thành ra tôi mới có một cái nhận xét là không phải Việt Nam mình có một mình trọng lú đâu mà Bác Hồ cũng lú nữa lú ở cái có nghĩa là lúc nói thế này lúc nói thế kia nó ngược ngạo hết trơn à đó và khi mà quý vị nghe ngày hôm nay về cái di trúc của Bác Hồ và cái lăng Bác Hồ đó thì quý vị sẽ thấy nó cả một vở kịch diễu dở đó, là những cái tên là bày trò từ hộ từ bác hồ trở xuống bày trò một cách ngớ ngẩn đó, người mà người ta nghiên cứu người ta đọc thì hiểu biết đó, thì người ta thấy rằng là thật là là bôi bát đó. muốn nói gì nói tại vì khi mà đã được tôn sùng rồi đó thì như thánh vậy đó nói cứ như thánh vậy đó không ai dám sửa chấm chữa gì hết thành ra cái tuyên ngôn độc lập cũng vậy Nhờ tôi đã trình bày với quý vị rồi nó có sáu điểm sai đó, rồi cái di chúc của bác Hồ cũng sai tùng lum hết. Thế nhưng mà đối với nhà nước Việt Nam thì nó gọi đó là quốc bảo, đó, cái đồ quý giá tầm mốc quốc gia. Đó. Thì và đó là một thiên cổ hùng văn, đó, một thiên cổ hùng văn. Không biết là hùng chỗ nào, vô một cái là bắt trước tuyên ngôn độc lập của Mỹ, xong rồi qua một cái nữa là tuyên ngôn cách mạng của Pháp. Còn tổ tiên mình thì không thấy đâu hết. Đó rồi uh, cương quyết đoạn tuyển với pháp thì có 6 tháng sau mời pháp vào gây ra cái cuộc chiến 9 năm trời rồi đi đến cái trận điện biên phủ như quý vị thấy đó là phải chạy qua uh, lạy lục thằng tàu lạy lục thằng nga để nó 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 viện trợ mà muốn được nó công nhận và nó viện trợ đó thì phải thi hành hai cái tức là rèn cán chỉnh quân đó chỉnh lại quân đội hết không phải là một cái quân đội mà uh, đoàn kết uh, mọi tầng lớp mà quân đội này phải là vô sản À, và xin lỗi là cả phụ nữ đó, đứng ngược lên chỉ huy tất cả những thằng kia thì bây giờ nó có súng có ống thì bây giờ anh nào cãi thì nó nó cho một phát đạn vào đầu thôi đó, còn cái dân ngu kia đó thì nghĩa là có đảng bảo kê rồi đảng trách nhiệm thì cứ nhắm mắt mà làm vậy thì ra nó là một cái sự đảo lộn không những là cái, cái 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 thế lực ở trong xã hội mà nó còn đảo lộn cả cái đạo đức nữa quý vị thấy không thành ra cái chuyện đó là lịch sử mình chưa bao giờ có cái chuyện đó thì ngày hôm nay họ đang nắm quyền thì họ muốn viết sử như thế nào thì viết nhưng mà ông dương trung quốc nói là mình không có sự thật cho nên đến đến qua cái thời cộng sản rồi nó lúc đó người ta viết lại sử đó thì nghĩa là không khác gì nghĩa là hung ác như là tần tỷ hoàng hay là kiệt trụ đó Chứ, chứ không phải là nó như thế này mãi đâu thì uh, ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng là khi mà trước khi ông hồ mất đó, thì uh, có cái vấn đề di trúc nguyên cái chuyện di trúc này đó nó bao trùm rất nhiều cái sự dối trá đó quý vị biết rồi tới cái lúc mà uh, làm lăng đó là cái thể hiện cái sự dối trá và cái chuyện mà uh, bác thì bảo là đừng có làm lăng đừng xây mộ gì hết thế mà đảng đi làm đó, đảng làm đảng lấy lý do là người dân muốn À, tức là quý vị để ý nó có ba cái vế bác đảng và dân à, thì uh, bác uh, dẫn dắt dân uh, vào cái cuộc chiến này mà bác không hiểu dân gì cả bác phải bảo là thiêu trong khi dân uh, là muốn giữ uh, theo như đảng nói là dân muốn giữ uh, bác để cho mọi người chiêm ngưỡng thành ra quý vị thấy không bác với dân là không có hiểu nhau thì uh, quý vị phải biết là khổ nhất là đảng đứng ở giữa không biết bên ai cũng giống như mình là con là bố mẹ cãi nhau rồi giờ không biết bên ai thì uh, đảng sau khi mà nghĩ đi nghĩ lại thì đảng là phải dựa vào dân chứ thành ra đảng là theo ý dân đó. rốt cuộc là đem thiêu xác đó thì không làm mà ướp xác đó thành ra quý vị thấy ba cái vế này không nó đã lộn xộn rồi đó, bác đào tạo ra cái đảng này mà chúng nó đều là những cái đứa là phần lớn là thất học và cái bất hiếu Đó, bác dạy như thế nào di chúc là cái gì quan trọng nhất một đời người giờ phút chót viết ra mà quý vị biết bác bây giờ nha hỏi qua lại cho nó vui nha một mình tôi nói thì nó không vui qua lại quý vị biết là bác có mấy cái di chúc không bác viết mấy cái di chúc hình bác minh có nói rồi mà con quên rồi nè À, cứ nói rồi mà con quên rồi thì con nói làm gì <laughs> Bây giờ phải nhắc lại bác viết chính thức đó, tất cả là bốn cái gì chúc và viết trong cái thời gian là khoảng 5 năm từ năm 65 cho tới năm 69 là lúc mà bác mất đó, đó là bốn cái gì chúc còn có một cái gì chúc nữa cái thứ năm thì tôi nghi là cái thứ năm là cái phịa tức là thiên hạ phịa đó ký yeah. tên Hồ Chí Minh thôi. Tại sao phịa? Ý rằng đây là cái 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 gì chúc mà bác ăn năn hối lỗi và trách đảng đó là không nghe lời bác và vân 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 đại khái. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó là người nó phịa để nó nó nó, 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 nó biêu liếu Hồ Chí Minh thôi. Thực ra có bốn cái rồi. Thế bây giờ biết bác bỏ nó bao nhiêu lâu để bác viết bốn cái không? Trong bốn năm năm trời bác viết bốn cái gì chúc. Lúc thì bác đánh máy, lúc thì bác viết tay thử thử tưởng tượng nói bây giờ mình nhận một lúc bốn cái di chúc rồi bây giờ mình phải làm làm sao thấy không bốn cái di chúc mà có cái thì nói thế này có cái thì nói thế kia thành ra bác rất là ngớ ngẩn tôi cũng chưa thấy là trên thế giới này có nhân vật nào mà mà viết tới bốn cái di chúc Đó à, thế thì, thì thành ra và có một cái di chúc thì nữa còn có đề một cái cái, cái 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 chữ ký của lê duẩn ở trên trên cái cái cái, cái, cái tờ di chúc nữa coi như là Lê Duẩn đã chứng thực, đó, đây là di chúc thật của bác. Đó. Thành ra quý vị thấy không? Lê Duẩn còn trên bác nữa, bác làm cái gì là phải có Lê Duẩn chứng thực, giống như mình có chuyện gì phải ra phường xin con dấu. Thành ra quý vị thấy đâu đâu có ai mà dám như Lê Duẩn mà, mà biết chứng thực ở trên cái 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 tờ di chúc như vậy. Thế thì uh, Hồ Chí Minh thì quý vị cũng biết, 10 năm cuối đời đó là chỉ là bù nhìn thôi, không còn quyền gì nữa hết thì lê duẩn từ nam ra bắc rồi lúc đó được cử làm coi như tổng bí thư thay cho trường trinh vân vân là vụ cải cách dụng đất từ đó đó lê duẩn người gốc này ở quảng trị và cái thời ông đi làm là ông làm là nhân viên bẻ ghi ở ga, ga ga xe điện đó quý vị nó đổi từ đường ray này sang đường ray kia đó nó quẹo vân vân đó đó là nó nó có cái cần nó đổi cái 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 cái, đường ray để mà xe nó di, di, chuyển đó thì ông làm cái nghề đó thành ra trình độ lê duẩn thì cũng không có cao thì trừ cái bài mà trừ cái bài mà diễn văn mà ông đọc á thì nó là coi như bản văn viết sẵn và nó được chuẩn bị khá kỹ thì quý vị thấy nó trôi trôi chảy còn nếu mà tình cờ mà quý vị nghe được một cái buổi nói chuyện nào đó à, trao đổi này kia đó thì À, lúc đó quý vị sẽ nghe giọng à, quảng trị trọ trẻ. Anh nói là câu cú không ra hồn gì hết. À, à, tôi phải nói với quý vị biết như vậy. Chứ đừng tưởng là Tổng Bí Thư là là giỏi lắm là cái gì cũng hay lắm. Anh nói nghĩa là rất là khó nghe. À, khó nghe không phải về cái phát âm không thôi. Mà là câu cú không ra câu cú nữa. À, đó là vấn đề Bây giờ đây là lời theo lời của Vũ Kỳ. Tức là thư ký của bác đó. Thì... Mỗi một lần mà bác viết đó, thì uh, xong là đưa cho Vũ Kỳ đem cất. Rồi tới lúc mà bác muốn viết tiếp, đó, đó, đem ra sửa lại thì Vũ Kỳ lại đem ra. Thì Vũ Kỳ nhà tôi cũng rảnh quá, thành ra mới ngồi tính ra là bác bỏ ra 28 buổi, à, 28 buổi để viết à, di trúc. À, và mỗi một buổi như vậy là khoảng 2 tiếng rưỡi. Đó. Quý vị thấy là bác tốn bao nhiêu thời giờ dân nuôi bác này ở không ngồi viết di, di, di trúc nghĩa là bác yêu mình cực kỳ bác là phải nhất bác là phải giỏi giống như chọc cuốn những hành trình của hồ chủ tịch đó là bác nói là bác là công lao lớn hơn trần Hương đạo và quang trung cho nên là dân chúng gọi là bác thành ra cái vấn đề tại sao sau này nó cứ có từ bác là bởi vì bác muốn như thế thành ra nó ra như thế bây giờ quý vị có thể tưởng tượng rằng là cái di chúc bốn bạn thì lúc mà bác mất rồi đó thì uh, các ông bộ chính trị kéo tới thì ông đồng ông lại tới trước thì ông vũ kỳ uh, thì cái di chúc rất là quan trọng cho nên vũ kỳ cũng đâu có dám giữ và thế nào thì cũng phải hỏi thôi để coi bác biết cái gì thành ra vũ kỳ đem cái di chúc đưa cho cho ông phạm văn đồng quý vị biết, cái thái độ ông phạm văn đồng là sao không không dám cầm không dám cầm sợ trách nhiệm thành ra thiết phải đợi phải đợi lê duẩn tới giao cho lê duẩn Thấy không? thứ nhất mà khi bác viết cũng có một mình bác trình độ bác thì kém mà bác viết một mình thì thành ra nó lỗi tùm lum thế trong cái lời bác nói thì bác cũng nói là viết xong bác đưa cho các chú coi kiểm duyệt các chú cũng ngu như con bò có đâu bác làm một mình mà cái đầu tiên nhất á, là vô một cái á, là nói tới uh, tuyên ngôn độc lập của Mỹ uh, thì bác cũng có một thời gian ở Mỹ mà ghé New York xong rồi đi lên Boston thì uh, Boston quý vị biết là đó là coi như là cái thành phố có đại học Harvard, thấy không? Nổi tiếng khắp thế giới và đó là nơi có, có thể nói là giới thượng lưu, nó không có những cái nhà cao tầng như New York nó là khu buôn bán. Nhưng mà nếu mà nói là giới thượng lưu trí thức đó, Là ở Boston Thì quý vị phải biết rằng Bác là cái người đã tiếp xúc Với giới thượng lưu của Mỹ là rất là nhiều Không ai bằng bác hết đó. Đúng không? Khu đó là khu thượng lưu mà Thành ra bác được mệnh danh là Mr. Yes Sir Nghe không? Boy! Cái... Yes Sir! <laughs> Lấy Lấy <Đó> <laughs> <laughs> lấy 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 đồ ăn gọi món này gọi lại yes sir đó, đó bác là hết sảy tiếp xúc toàn giới thượng lưu không à thành ra là một mister yes sir. Đâu, đâu, phải thường đâu mình dễ gì mình tiếp xúc mà mình thành mister yes sir như vậy đó để cho quý vị thấy rằng là bác là cao quý đến cỡ nào không dễ gì mình tiếp xúc được với giới thượng lưu rồi bây giờ viết bốn cái gì chúc đó đó thì lê duẩn thấy không có lẽ cùng với một hai người là cùng thôi ngồi mới cắt xén đó cắt xén bốn cái đó ráp thành một cái di trúc và đây là điều bí mật không ai biết hết đó. đến cái hôm mùng 9 tháng 9 là lễ tang là Lê dần đứng đọc khóc sướt mướt đọc rồi dân chúng khóc quá trời thì uh, sau khi đọc di trúc xong rồi thì mọi người biết ồ oh, bác để lại cái di trúc như vậy như vậy kêu gọi đảng đoàn kết và kêu gọi các đảng anh em nữa cũng đoàn kết nha và phải đoàn kết và bảo vệ cái sự đoàn kết như là con người của mình con mắt là quan trọng nhất mà quý vị thấy không? Thì giờ phải bảo vệ như vậy. Rồi trong đó đó những cái di trúc á thì nó có cái khoản là thiêu xác đó đó là một cái hình thức gọi là uh, mai táng mà gọi là vệ sinh và tiến bộ đó thành ra nên uh, là cho đốt cho rồi rải để ở ba miền ở trên cái đồi nào đó cả bắc nam trung để cho dân chúng mà nếu mà thấy thích thì có thể đến thăm ở dưới hình thức đó chứ bác không có chủ trương xây lăng bác nói là đừng có làm gì đám táng linh đình hết đó là hoàn toàn rõ ràng đề trong đó là như vậy nhưng mà vì cái đảng cộng sản đó là nó, nó thương dân dân mến bác lắm không có chịu đem đốt bác cháy rồi, rồi bác đau lắm rồi bác dãy ruộng là phiền lắm thành ra ướp xác từ một năm trước khi bác mất thì đã cử một phái đoàn bác sĩ việt nam qua bên nga học tại nga nó ướp xác lenin, stalin như thế thì khi mà lenin chết ướp xác rồi thì stalin cũng thích lắm ô để đây cho cả thế giới ngắm hay là ngàn năm. Đến lúc Stalin bị hạ bệ nó lôi xác Stalin ra ngoài nó dục. <cười> 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 Rồi còn Lenin á thì cũng 50 50, thành ra tới bây giờ vẫn tạm thời còn để đó nhưng mà nó cũng đã có nhiều lần là, là nó muốn đem ra tại vì quý vị biết dù là đã có thuốc phong môn là chính đó để duy trì đó nhưng mà với thời gian thì nó cũng giữa mục hết cái đó là cái mà không ai có thể vượt thời gian để mà, mà giữ nguyên được thành ra cứ thí dụ như một năm thì lại đóng cửa tu bộ vài ngày lại son phấn lại cho bác rửa mặt ra bác son phấn lại cho bác đó. thành ra chị thị dương mà có, có dư ít son phấn không dùng thì nên tặng cho lăng tại vì tôi chưa thấy ai tặng lăng cái, cái chuyện đó hết thành ra cũng tốn tiền mua lắm quý vị biết lăng đó, nó có một đơn vị để bảo vệ lăng quý vị nhìn bên ngoài thấy thì thấy nó có vẻ yên bình nặng lẽ à, một hai ba ông lính gác thôi nhưng mà nó là một trung đoàn bảo vệ lăng mà trung đoàn thì đương nhiên nó cũng là trung đoàn đặc biệt. Nó không phải là lính tác chiến này, này, kia thì nó không có đông. À, nhưng mà ít nhất cũng trên dưới một ngàn người. Nhà một ngàn người thay phiên nhau canh gác cho bác ngủ. Trong khi xe chạy ở cái đường Hùng Vương thì cứ rần rần, bực lấp. Đấy không? bác ngủ yên, canh gác cho bác ngủ yên mà đường hùng vương đại lộ đó rồi lại lâu lâu duyệt binh hò hét ở này kia thành ra bác bực lắm nhưng mà nằm đó chịu chặn thôi chứ biết biết sao bây giờ bây giờ quý vị có biết rằng là tại sao người ta đi thăm làng bác đông không công nhận là đông công nhận rất là đông mọi tầng lớp trong nước cả nước thi nhau đi đó là kế hoạch của Bộ Chính trị, đó giao khoán cho tất cả các địa phương phải luân phiên nhau đưa học trò, đưa người đi tập đăng bác, cho nên là quanh năm là không có bút nào vắng hết. Đó là cái 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 chỉ số mà Đảng đưa ra cho các thực các địa phương phải thực hiện, thấy không? Đó, cháu ngoan bác Hồ xưa giờ cứ nghe bác mà không gặp bác cho nên bây giờ phải sắp xếp luân viên toàn quốc 63 tỉnh thành luân viên đó, đi thăm bác đó, thấy không rồi có cả một cái công ty du lịch nó còn quảng cáo nữa là coi như là là để tham gia công ty du lịch của nó là coi như là trong đó bao gồm cả cái cái cước thăm làm bác nữa. thực ra thì không có bán vé nhưng mà cái công ty du lịch thì nó quảng cáo như vậy đó thì quý vị biết rằng là trong cái di trúc phần mở đầu tôi năm nay là 79 tuổi trong khi đó bốn cái bản di trúc viết từ năm 65 tới 69 thì cái bản chính á, là bản 65 thành ra cắt đi một ít rồi lỡ ráp những cái khác vào thế thì là ngay cái bản di trúc đó, nó đã là xạo rồi năm nay tôi 79 tuổi mà lại là ký là năm 65 à, 79 tuổi lúc đó là năm 69 Các à, quý vị thấy không? phải phân tích ra thì mới thấy bởi sao một cái thằng ngu lê duẩn nó một mình nó nó ngồi nó sửa nó cắt nó xén nó đâu có phải thợ may đâu mà nó ngồi nó cắt nó xén nó xén đúng. rồi nó cũng không có nhớ khúc đầu khúc đuôi đi ráp bốn cái lại nó thành một nó, đó, xạo mà nó xạo hết đường Hồ. luôn. á Minh nói là con chỉ biết là nó tội không những cái bản chất của của Hồ Chí Minh nó xạo cho nên con thấy cái sao bây giờ con nít ngay cả con của con cũng vậy nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái giáo dục ở trong Việt Nam ra con cũng đau đầu luôn á. chắc là vậy rồi. Có hai cái đối với Hồ Bắc Hồ tức là một mặt là theo Bác Hồ học theo Bác Hồ nhưng mà học toàn những cái thói lưu manh của Bác Hồ. Bởi vì Thì... Hoàng Chí Bảo nói mà. Đấy không bác viết chữ hán cho một cái công ty tàu là bác viết toàn khẩu hiệu không rồi bác có lượm tiền xong bác bỏ trốn thì có phải là thấy là bác bác là lưu manh có hạng không đó không. còn có một cái không học là gì cần kiệm liêm chính trời ơi bác bày đặt dơ khẩu hiệu đó lên mà có ai theo đâu bây giờ nó toàn là không phải là biệt thự nữa mà nó lên tới siêu biệt thự rồi cái biệt thự của nó bây giờ cái cấp như là thằng đỗ hữu hay là thằng Uh, chu ngọc ao là nó lên tới cỡ ba bốn triệu đô la rồi chứ không còn phải là thường nữa nghe không nó yeah. yeah. thành, thành ra vì vậy thực ra tức là học bác và không học bác học bác là cái tính lưu manh dối trá chụp dịch đó. còn không học bác là những điều bác dạy nghĩa là đạo đức đó là không lúc nào nó học hết không bây có. giờ tất cả các anh chị các anh chị để ý coi thời nguyễn tân dũng đó có ký một cái nghị định thấy không? Chương trình học tập theo bác trong 5 năm. Nhưng mà có ai đã từng thấy một cái văn bản nào nói rằng là các lãnh đạo học bác không? Có chương trình giảng dạy về bác cho các lãnh đạo không? Các lãnh đạo không có học. Các lãnh đạo sinh ra là giỏi rồi, thế không cần học bác gì cả. Cứ nhìn hành động của bác là bắt chiếc là được rồi. Bây giờ nhá, câu là cần kiệm liêm chí cho hỏi chị Nguyễn Thị Kim Ngân chị có cần kiệm không chị mới có 300 bộ áo à, đáng lẽ là 500 mà chị rút xuống còn có 300 bộ à. mỗi bộ là hai ba ngàn đô la đó đó cần kiệm đó đó là đó, đó. những cái đó là bác nói chơi cho vui thôi dân đó là cần kiệm đó thuốc thì thiếu thì dùng xuyên tâm liên chữa bách bệnh ấy. đó cần kiệm còn chị Kim Ngân là không bao giờ đó, ống kính nó rất là kỵ khi mà chị mặc hai cái áo giống nhau thành ra vì vậy cho nên buộc lòng chị phải như thế thôi mình cũng phải thông cảm cho chị đó, chị có bao giờ chị đọc bác đâu thực ra đó thì đây là nói thẳng đó, thì tất cả những cái tụi cán bộ đứa nào cũng phải học nằm lòng một vài câu đó, mỗi khi mà đọc diễn văn xong nó lại vậy. bác nói thế này bác nói thế kia đồng ý tư tưởng nó có thể nó lan truyền mãi ví dụ như nho giáo phật giáo thiên chúa giáo chuyển tới mấy ngàn năm rồi. nhưng mà con người mà đi mà lúc nào ông quay lại như vậy thì làm sao mà tiến đúng rồi. không ừ. lúc nào ông phải lấy bác ra để, để, để làm gương Đó. Mà cái đám trò đời đầu của bác như phạm văn đồng của ông nguyên đáp vân vân thì, 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 thì tới bây giờ nó tới đời thứ mấy rồi mà lúc nào cũng quay lại bác thành ra quý vị nhớ có cái ông mà nhà toán học Việt Nam uh, lãnh cái giải uh, của Ấn Độ đó ông gì đó Ngô uh, Bảo Châu Ngô Bảo Châu đó thì cái khẩu hiệu của cộng sản Việt Nam nói cái gì tức là bác sống mãi trong quần chúng đúng không bác sống mãi trong quần chúng đó thì ông Ngô Bảo Châu nói rằng là người đã chết rồi đó thì hãy để cho họ siêu thoát tức là theo cái tinh thần phật giáo nói chung đó, thì người ai cũng vậy hết tấm mong cho là sớm siêu thoát chứ ai lại mong là cứ ở lại mà cứ, 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 cứ dân chúng cứ bám quần bác hoài làm sao mà bác đi bác, bác không siêu thoát được quý theo đó là những cái mà vấn đề thì trong cái gì trúc nó có một số điểm nữa tức là hoãn thuế cho dân khi mà thống nhất rồi đó hoãn giới thuế cho dân 2 năm. Tại vì sao? Dân đã kiệt lực hy sinh, đóng góp cho chiến tranh nhiều quá rồi. Thành ra bây giờ chấm dứt đó thì hoãn thuế. Thuế là quý biết là cả đất nước vận hành là bằng thuế. Mà bây giờ bác lại bảo là hoãn thuế cho dân 2 năm thì Lê Duẩn nó bỏ khúc đó đi. Bác nói cái vậy tôi, tôi lấy tiền đâu tôi tôi, tôi tiêu đúng không? Đó, thành ra vẫn thầu thuế như thường. <laughs> Chuyện nó cắt bỏ. Thành ra khi mà Đọc cái diễn văn của của, 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 của của Lê Duẩn đọc rồi đó. Thì thiên hạ cũng chỉ biết có thế. Nói à. là bác mất ngày mùng 3. Ngày, ngày xưa là tuyên ngôn độc lập là mùng 2 tháng 9. Mà bây giờ bác mất ngày mùng 3. Đấy là coi như là một cái là khai mở và một cái là đóng lại. Thế một thời gian sau. Thì ông Bùi Tín á, là ông làm cái tờ báo nhân dân chủ nhật nhân dân là hoàng tùng là báo hàng ngày nó đã có lâu đời rồi nhưng mà đôi khi hàng ngày ấy, mình bận rộn mình đâu có coi từng ngày mà báo nhân dân là một trong những cái tờ báo khô khan nhất quý vị cứ cứ, cứ thử coi đồng chí này này ủy viên bộ chính trị này uh, kiêm này uh, ủy viên ban chấp hành trung ương này là bí thư thường trực cái này này là tổng thư ký cái kia này. giới thiệu ông ta hết là bốn năm dòng rồi rồi ông này lại gặp ông B lại lại giới thiệu ông bốn năm dòng nữa rồi cuối cùng là hai bên nâng lên tầm cao mới thế là hết đọc cái đó thì có cái gì để mà đọc cái báo Nhân Dân là cái báo chán nhất con người ta nó thiệt cái tâm lý dù sao cũng lại phải chuyện gì nó phải có cái gì sôi động một chút người ta mới theo nhé một cái phim á, phim Hollywood đóng á, tại sao ta gọi là action thấy không là thiên hạ coi đông lắm bây giờ Hollywood đóng một cuốn phim một gia đình nghĩa là gương mẫu đó giàu có thành đạt có không Hollywood có bao giờ đóng một cái phim như vậy để cho thế giới coi không hay là nhà giàu cũng khổ phải có cái đó thì người ta mới coi chứ còn bây giờ một gia đình thành đạt rồi tất cả là ngon lành hết rồi sống như là thiên đường vậy đó. ai coi thế ra cái cái vấn đề ông vũ kỳ ức lắm tại vì mình ở bên bác mấy chục năm mình biết hết mọi chuyện mà di chúc bắt chết ngày mùng 2 và bây giờ công bố ra ngày mùng 3 quý vị thấy không thành ra ông vũ kỳ này lại thân với ông bùi tín mà ông bùi tín thì làm cái tờ chủ nhật là ông nghĩ ra tức là làm một cái tờ kể như tóm tắt một tuần Đó, đó mà làm cái kiểu mà tự do khoán rồi bán lấy tiền, chứ nó không thể bảo sánh bằng cái tờ Nhân Dân nhưng mà mình làm thêm một cái phụ bản này, thì ông Uy Tín này đứng đầu cái đó, thì ông quyết định hết, thì đáng lẽ đó một cái bản mà nhận định đó, thì phải đưa cho Hoàng Tùng duyệt, nhưng mà vì đây ông là chủ nhiệm và ông nói đây là một cái bản tin thôi chứ không phải là nhận định, thấy không? Ông đưa ra thông tin thật thôi, thành ra ông với ông Vũ Kỳ, ông bạn thân Vũ Kỳ mà Vũ Kỳ cho biết đã sự kiện như vậy ông bác cũng đưa lên báo ông đăng thì đăng rồi thì cả nước nó biết rồi bây giờ làm sao mà cả lại được nữa đúng không đăng lên báo rồi mà đây là bùi tín và vũ kỳ ký chứ có phải là một cái thằng ngớ ngẩn phản động nào nó biết đâu thành ra đảng bây giờ bộ chính trị không biết phải làm sao bây giờ ăn nói làm sao với dân bây giờ không lẽ vũ kỳ nó ở bên cạnh bác như vậy mà nó dám nói dối mà lại, lại phản lại đường lối của đảng Bùi Tín cũng vậy là đại tá chủ nhiệm tờ nhân dân chủ nhật thế là hai anh này bị gọi lên bị bộ chính trị gọi lên khiển trách là tại sao dám nói là nói trái với lại đường lối của đảng thì hai anh này cãi nhưng mà đây nó mới là sự thật thế không thì mấy thằng kia cũng ớ ra mẹ chúng mày là ta nói phép chúng mày nó bậy nó bạ nó bôi bác nó bác hồ đã là người cha già dân tộc đẻ ra cái đảng này dạy dỗ chúng bay từ bé tới lớn mà mỗi giờ chót thì tôi bay phản lại bác Thấy không bác bảo thiêu thì lại không thiệt phải đi bước ướp sáng mà quý vị biết rằng là bao giờ người ta cũng chúc cho cái người chết là an nghỉ ngàn thu bao nhiêu đời vua chúa của mình mà kể cả tây phương nói chung cũng vậy 99% là họ đưa lên một cái vùng đồi vắng một cái nơi thanh tịnh chứ ai lại để giữa đường hùng vương như vậy xe cộ hàng ngày nó chạy qua chạy lại rần rần rần, rần như vậy bây giờ tôi nói thí dụ nha bây giờ gia đình mình mình có thương bố thương mẹ mình cách mấy đi chăng nữa đó. thì khi không có ai mà bố mẹ mất là xây ngay cái mảng ở giữa nhà giữa hà nội tức là giữa nhà đó đúng không thì phải đưa lên cái đồi nghỉ ngơi ăn nghỉ rồi nhớ ngày thì lên thăm chứ không có ai mà đi giữ cái xác giữa nhà hết cái đó là phản văn hóa văn hóa Việt Nam xưa giờ không có chuyện đó thế không thành chất cộng sản nó làm đem ra mà phân tích thì nhiều cái nó dởm lắm đóng kịch mà ngu như con bò bây giờ tôi nói cái chuyện cái lăng thì không những là về vấn đề thuốc men là phải học rồi nhưng mà về cái lăng cũng phải thiết kế đặc biệt thì mới có ướp được bởi mới đưa lên đưa xuống chứ đâu phải là cái bình thường Việt Nam thì kỹ thuật có cái quái gì đâu, ngoài vót ba cái trông tre thôi chứ làm được cái gì. Cho nên rằng là Nga đó song song với cái vấn đề huấn luyện, rồi chuẩn bị thuốc, còn đưa ra năm cái đề án về lăng, lăng vẽ mô hình như thế nào, đúng không? Lăng vẽ như thế nào? Thế thì uh, Nga nó đưa qua, thế bộ chính trị ngồi họp thì chọn lấy một mẫu, một mẫu xong rồi mới công bố cho quần chúng đó. Đấy đây là cái mô hình của lăng thực ra lúc đầu đó ông chết đó, năm 70 69 thì chưa chưa chấm dứt chiến tranh cho nên nó phải ướp xác mà nó đem giấu đó đem trộn giấu đi mà lâu lâu phải thay đổi địa điểm sợ để lâu nó lộ không? thành ra đem giấu cho tới khi mà 75 hết chấm dứt chiến tranh rồi 76 mới bắt đầu đem xác bác về và mới hoàn tất cái lăng là lúc đó là mới đó thành ra phải giữ giữ xác giữ, uh, bác mà giữ trong cái tình trạng mà có như ướp đó mà là phải di chuyển đó, đó. thế thì bây giờ khi mà cái uh, nga nó đưa qua năm cái mẫu với chọn cái mẫu xong công bố ra đó là khen cái lăng đẹp đấy, đấy kia thì uh, mới nói rằng là cái lăng này nó thể hiện cái đường nét truyền thống dân tộc thấy có ghê không đi khắp nước chả thấy chỗ nào có cái hình ảnh nào giống cái đâu thế mà nó gọi là truyền thống dân tộc thì không biết truyền thống ở chỗ nào truyền <laughs> thống ở chỗ nào từ xưa tới giờ lịch sử bao nhiêu đời đó, tất cả đền chùa kể cả một số nhà thờ nữa cũng cất cái kiểu là cột thì tròn mái cong đúng không căn bản cái, những cái đền miễu của mình là như vậy không có cái nào mà cột vuông và máy bằng hết đó là cái nét căn bản nhất là đã sai rồi ừ. Thấy không vậy thì tại sao nó lại ra như vậy bởi vì nó mô phỏng cái lăng lenin du khách người ta qua là điều đầu tiên người ta nhận xét là ủa sao cái này nó giống lăng lenin có thể có điều là nó to thôi lăng lenin nó làm thì lúc đó nó nó đã có kiến trúc sẵn ở đó rồi cho nên nó làm thì cái lăng nó nhỏ thôi mà nó bằng đá đen, nhỏ thôi. Và cái chữ Lenin nó viết ở dưới. Còn bây giờ đó lăng Hồ Chủ tịch viết chữ ở trên. Nhưng mà mái bằng và cột vuông. Không phải là truyền thống Việt Nam. Thế mà nó nói là hài hòa những đường nét dân tộc thì không biết là nó hài hòa ở chỗ nào. Thì thấy không? Đó. Tôi nói sơ một vài điểm để quý vị nhận xét thử xem. Đó. Đó cái này nè. Bây giờ đi khắp nước có chỗ nào có cái nào giống cái này không? Có đường nét nào giống cái này không? Đó, chữ chủ, Hồ, chủ, Hồ Chí Minh nó để trên cao này. Nha. Còn uh, của Lenin thì nó để dưới thấp. Rồi, bây giờ, đây. Chị Thị Dương và tất cả các anh chị coi. Đó. Cái chữ Hồ Chí Minh này đó, là viết sai. Nó lại còn có cái chuyện như vậy nữa chứ. Đó, cứ phóng lớn coi cái chữ Minh này. Đây Hồ Chí Minh là chữ in mà viết hoa nha. Đố quý vị đánh máy của quý vị đó mà chữ y có dấu nặng ở dấu chấm ở trên đó, đố quý vị đánh được đó. Không có. Chữ y khi mà viết hoa là không có dấu chấm ở trên à, quý vị có để ý cái điểm đó không? Mình nhìn thoáng mình không để ý đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị thử đi computer trước mặt đó quý vị đánh chữ y rồi quý vị cho tôi dấu chấm ở trên rồi nó có không không có thành ra ngay cái tên của bác đã biết sai rồi bác bực lắm nhưng mà không làm gì được hết bởi vì <laughs> chúng nó chúng nó chế nó chúng nó làm thì đành chịu vậy thôi đó à, tôi nói sơ để quý vị thấy rằng là cả một cái sự dối trá mà bác hồ đó trong cái cuốn những màu đời hoạt động đó thì có nói là bác rất là khiêm nhường nhiều ký giả ngoại quốc đã thất bại khi mà muốn viết tiểu sử của người ghê không thế mà cái thằng trần dân tiên cha căng chú kiết nào ở đâu tự nhiên viết thơ mới buổi sáng đấy buổi chiều đã nhận được thơ trả lời bác rất bận nhưng mà mai cậu tới Đó. thế quý vị thấy không? câu trước câu sau là đã chật rồi vừa mới về hà nội một cái là cái điều quan trọng nhất là phải có thằng nào thổi ống đu đủ tao lên chứ đó, nhà đó. Bác ngồi bác nặn ra đó, Bác đâu có lo việc nước đâu Bác ngồi bác nặn ra cái câu chuyện đó rồi, rồi. Đó. Một kẻ đầu đuôi nha Có một lần phỏng vấn thôi mà nó ra một cuốn sách Thì quý vị thấy có không Có thực không Tất cả ký giả thế giới nó phỏng vấn Thì nó ra một bài báo Chứ tầm sao mà một cuộc phỏng vấn mà nó thành một cuốn sách Thành ra cũng là xạo nha. Bác xạo mà bác không có căn gì hết Đó Cũng giống như hôm trước tôi có nói rồi đó, đó bác là nhị trùng nhân cách bác lúc là người này bác lúc là người kia tức là lúc là bác là bác là hồ lúc thì bác là trần dân tiên mà không những nhị trùng nhân nhân cách mà đồng thời luôn hai cái cùng xuất hiện còn nhị trùng nhân cách á, là cũng cái xác mình mà bây giờ cái não của mình á, là một người khác nhưng mà nó hết cái này nó qua cái kia chứ hai cái không có đồng thời đằng này bác là đồng thời thành ra tôi phải đem một tấm gương để cho bác đứng bác ngó bác đây trần dân tiên trong gương hai bên cúi chào nhau cũng vị thấy không. Trời ơi bác diễn cái vở kịch mà không có nghệ sĩ nào kỹ ra cái, cái, cái kịch. <laughs> Lần đầu tiên gặp nhau lại hỏi thầy bu có khỏe không thế, thế đó, mà, 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 lú lũ lú, lũ lú, cỡ nào. Đến, đến làm việc chứ đâu phải đến hỏi thăm chuyện gia đình mà, mà hai bên chưa bao giờ biết nhau mà tự nhiên lại hỏi thầy bu là nghĩa là sao. Đó quý vị theo cái, cái độ độc tài ấy, nó đưa đến cái chỗ rằng là, là bao nhiêu cái chuyện sai lầm nhưng mà lại cứ khen lên. Nó là bác là hoàng chi bảo đó. Bác là không, bác là người thường. Đó, chứ, chứ đừng có nói là bác là là thần thánh, mặc dầu bác có đức tính của thánh, nhưng mà cái thằng này lại lếu lao nữa mày cứ nói không xong mày lại nói có. không? <laughs> đừng, đừng 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 xét bác như là một vị thánh, mặc dầu bác có cái đức tính của thánh ghê mỗi cái chuyện là viết chữ hán cho mấy cái đồ cổ của pháp mà cũng là viết vậy rồi bỏ trốn để anh hoàng chí bảo này khen bác biết tận dụng cơ hội bất cứ cơ hội nào kiếm tiền là bác làm Đấy, dân cả nước bây giờ là trong cái tình trạng như vậy bất chấp đạo đức đúng không đó nói sơ 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 như vậy rồi bây giờ bác mình... <laughs> Bác Minh làm sao mà bây giờ mấy đứa ở dưới nó ngồi nó chịu không nổi nó nhảy dựng dựng ở dưới rồi kìa hồi nãy giờ nó đông lắm. <laughs> nó đông dữ các lắm. Em cứ, các em cứ nhảy tưng 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 lên đi không sao đâu. Vấn đề của tôi á là tôi nghiên cứu bác hồ cũng cỡ 50 năm rồi. Nha. Yeah. Và tôi có khuyên cuốn sách. Dạ, yeah, nguyên cuốn sách đã phát hành rồi, 600 trang về bác hồ. Mà không phải một mình tôi viết tôi viết là chính thôi còn những người khác viết tôi cũng đưa vào một cái danh sách 600 cuốn sách viết về bác hồ của mọi người để quý vị coi đa chiều chứ tôi mà nói bậy thì làm sao mà tôi 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 tôi, tôi có qua mặt được cả triệu người dân trong nước à, nếu mà tôi nói bậy nói bạ những điều tôi nói có đúng không tôi Đó. nói vô quá trời bác ơi <laughs> nói vô quá trời luôn chào mừng chào mừng các bạn lần đầu tiên được nghe một người Việt Nam nhìn về Bác Hồ bây giờ có một cái này không hồi nãy bác nói không bao nhiêu ký giả ngoài quốc đã thất bại khi mà muốn viết yêu cầu à, biết về tiểu sử Bác Hồ bởi vì bác không muốn bác không muốn là trưng tượng trưng hình ở khắp mọi nơi à, bác không muốn bác không muốn nhưng mà đảng nó vẫn làm Mà bác vẫn ok không có cái buổi họp nào mà không có hình bác ở trên hết bác không nói được <laughs> à, bác bác bảo mà cái đám cán bộ nó không nghe nhưng mà bác lại nghe nó Đấy không? Ờ, ờ, chúng mày làm thấy coi vậy chứ mà ngoài thì bác. tao cũng phải nói như vậy cho tao vẻ khiêm nhường thôi nhưng mà thiếu là có chừng đó. tụi bay mà không có hình tao là tụi bay có chừng ok rồi đó bác nói là bác không có thích hình tượng mà cuối cùng tôi tìm được một cái hình cảnh bác ngồi làm người mẫu cho những người vẽ và tạc tượng à, bác rảnh đến như vậy cơ mà chứ không phải chỉ có 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 tưới bù sữa với lại cho cá ăn đâu bác nói là không có muốn hình không muốn tượng nhưng mà rõ ràng bác ngồi bác làm người mẫu mà cho cả một cái 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 cái, cái, cái uh, điêu khắc gia hay là một uh, uh, họa sĩ nga nữa với việt nam ngồi chung quanh bác ngồi ở ngay trong cái vườn uh, phủ chủ tịch đó, đó chụp đàng hoàng không những là bác ngồi cho người ta chụp mà còn chụp lại cái cảnh đó để cho thấy là, là, là bác ngồi rõ ràng hai tấm hình luôn đó mọi họa sĩ ngồi chung quanh bác này vẽ thì quý vị thấy đó, một cái người nói dối như, như thua con nít nói dối xong rồi lại lòi ra đó, nếu mà ông không thích thì ông ngồi đó làm cái gì phải không mà quý vị biết vẽ tranh và làm tượng đó ngồi đâu có phải một tiếng mà xong đâu có khi cả ngày á thấy không đó thì bây giờ thử hỏi như vậy bác có khiêm nhường thực không bác khiêm nhường đến cái độ mà bác nói là công lao của bác là hơn trần hưng đạo với quang trung thấy không đó, thì đó, đại khái nhiều chuyện vui lắm bây giờ anh nào đã, dư luận viên có giỏi thì cứ, cứ lên đặt vấn đề đi tôi trả lời cho nghe Bây giờ bác Minh yeah. muốn mời mời lên không? Con để đường link cho họ lên. Đó, cho <laughs> họ lên đi, cứ cho họ lên đi, không sao hết. Đó. Cho họ lên hả? Ok. Ờ, để đường link cho cứ, họ lên. Mọi người đại diện ai ai giơ tay cho lên nói. Trời. Bây giờ bác Minh là thách luôn đó, bắt Minh thách luôn như luận viên lên. <laughs> Vậy thì Dương để cái đường link cho các bạn lên nè chú cha bắt mình bữa nay là chẳng sàng là đấu nha bữa nay là bây ngày giờ, mấy... bây giờ tôi chỉ hỏi một cái chuyện rất là đơn giản thôi có ai biết ông hồ sinh ngày nào không ngày thực của ông ngày nào năm nào ai biết 19 tháng năm ai ngày... biết thực sự cái đảng đó, cái đảng cộng sản đó, nó sinh ngày nào không cái ngày lúc đầu á 20 năm trời nó lấy ngày mùng mùng 6 tháng riêng nó làm ngày thành lập đảng rồi sau nó thấy không hợp đó ông bố nga của nó nói, nói là mà hồ sơ tao giữ đâu có phải ngày mùng 6 tháng giêng không lẽ là ngày mùng 6 tháng giêng rồi sau đó ngày mùng 3 tháng 2 họp tới một tháng trời hả à? <laughs> rảnh quá vậy Đúng mà không có ai mà họp một tháng ấy. <laughs> mà có mấy đứa <laughs> thấy không ba đảng mời ra mỗi đảng có hai người mà có hai đảng đi được thôi tức là có bốn người cộng hồ hồ chí minh mà quan trọng nhất bên cạnh là thằng nga giám sát thằng borodin nó giám sát không dám nói tới cái thằng đó tức là thực ra có bốn năm người à, mà họ cái gì một tháng trời nó cũng không biết là ngày nào là cái ngày gọi là thành lập đảng cả cho nên là cuối cùng đó, tới cái đại hội sáu đó, đó, bộ chính trị mới đưa ra là theo tài liệu văn khố liên xô thì có nói đó không phải ngày mùng sáu tháng riêng thì giá mới đổi ngày mùng ba tháng hai mà ngày mùng 3 tháng 2 đó là cái ngày thành lập đảng đó là bị Liên Xô nó xóa sổ, nó không cho không đồng ý cái chuyện là lập Việt Nam Cộng sản Đảng. Thấy không? Vậy thì đâu có kể là được công nhận đâu. Rồi đến tháng 10 Trần Phú họp lại thì cái đó mới là chính thức và lúc đó mới có Trần Phú là Tổng Bí Thư. Mà trong cái buổi họp tháng 10 đó là không có Hồ Chí Minh luôn, bị gạt ra ngoài luôn. Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập nó báo cáo với Đông Phương Bộ với lại Đại Tam Quốc tế là Hồ Chí Minh là cái là tay cá nhân chủ nghĩa và thời cơ chủ nghĩa. Thằng này nó chỉ có chục thời cơ thôi không có cái tài cán gì hết đó thành ra vì vậy cho nên là đến khi họp là cử chân Phú là tổng bí thư đầu tiên đấy chứ Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh ăn gian ở cái chỗ là là được chỉ thị của Đông Phương Bộ từ tháng 10 năm 1929 tại vì tụi Nga nó đâu biết Việt Nam ai là ai đâu đúng không thì nó có thằng tay tay chân ở đó thì nhờ Hồ Chí Minh là liên lạc với ba đảng mời ra Hồng Kông họp nhưng mà khi anh họp ở Hồng Kông thì anh lại nói là anh đại diện cho để tam quốc tế có ai không thực ra anh chỉ là cái thằng đi mời họp thôi cũng giống như là cái việc mà 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 cái gì đó tám điều yêu cầu của nhân dân An Nam mà gửi cho cái cái đại hội mà chấm dứt thế chiến thế chiến thứ thứ thứ, thứ nhất đó. đó hội nghị Vẹt đó thì trong đó đó có kể thực ra trong nhóm ngũ long năm người Hồ Chí Minh là trẻ nhất so với bốn người kia thua một thế hệ là thua là cỡ 15 năm là nhà anh đi qua sau ông Phan Chu Trinh ông đi khoảng tháng 2 năm 1911 Hồ Chí Minh đi khoảng tháng 6 tháng 7 Đó. mà ông Phan Chu Trinh qua một cái là lo viết chung kỳ dân biến thì mặt ký nói về vụ biểu tình đấu tranh còn Hồ Chí Minh qua một cái biết là đơn xin vào thường thuộc địa quý vị thấy hai người khác nhau rõ ràng không mà Trường thuộc địa là gì? Trường thuộc địa đối với Cộng sản là trường đào tạo thực dân và bán nước Tất cả những người mà nổi tiếng Xuất thân về cái trường đó sau này Bị Việt Minh nó giết hết Tại vì làm tay sai cho Pháp mà Học tiếng Pháp làm tay sai cho Pháp mà Mà bác xin vào học đấy chứ Nhưng mà bác nói là tôi thì Tôi không có tiền Thành ra Pháp nó không nhận Viết <laughs> hai cái thơ lặng một cái cho bộ trưởng bộ thuộc địa và một cái cho thủ, thủ tướng Pháp không được học đó rồi bây giờ năm người là nhóm Ngũ Long thì thực ra anh là trẻ nhất anh 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 đem cái bản yêu cầu tám điều yêu sách đó để anh gửi cho cái hội nghị chứ mình thì đâu có tiếng tâm gì trong đó đâu nhưng mà bây giờ em gửi thì tôi cũng không biết là ông đi gửi như thế nào mà câu chuyện nó kể là ông đi từng phòng ông phát 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 tôi nói, mày nói bậy hội nghị quốc tế sau thế chiến tình hình nó còn căng thẳng toàn là các là lãnh đạo thế giới tới đó lại có một thằng con nít này đi chui vào trong đó lại đi phát thơ là cái gì bây giờ tất cả hội nghị thế giới quý vị có mò tới gần được 100 mét không thì dương có thấy không quý vị có thấy không làm gì có cái chuyện một người mà vào trong đó mà đi phát yêu cầu của cái chỗ đó là cái chỗ chỗ quảng cáo văn nghệ hay sao <laughs> vô được phát làm gì có cái chuyện anh vào đó được nhau một thằng cha khăn chú kết nào tự nhiên toàn là những ông lớn cả thế giới ừ. nó họp cái hội nghị để tổng kết thế chiến thứ nhất mà lại có một cái thằng lại đi vào để phát được chuyện đơn cái đó là chuyện phi ạ chưa kể nha dạ. Ừ. nói này bác minh bác minh nói này bác minh giải dạ ừ. quyết nó bác minh à đó thì kệ nó không sao hết không bác nếu mà nó cô... nói trả nó lời ông ông trọng lú à, đúng rồi thì đó thì nó không nhìn lên nó không nhìn lên tôi năm nay mới có 74 tuổi trọng lú hơn tôi 6 tuổi là mà nói bác nói bác trọng lũ xuống đi thì tôi xuống nhưng mà tôi, tôi, còn khỏe tôi nói tỉnh táo quý vị có thấy tôi nói bậy không tôi có lú không tôi có nói sai không? Không? không tại sao những sự thật đó mà không dám nghe Sợ. cả cái đảng nó bị bưng bít bao nhiêu năm nay những cái sự thật nó không dám nghe bây giờ tôi đố anh nó hội nghị thế giới nó khắp mọi nơi đó bây giờ anh có ý kiến gì anh 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 in cái tờ đó là anh đến anh phát thôi anh mới gọi, gọi là ngay bãi đậu xe nó đã đuổi anh rồi chứ làm gì có cái chuyện mà đi phát đúng không người ta toàn là thủ tướng tổng thống các nước người ta đến người ta dự một cái hội để tổng kết cái thế chiến thứ nhất phân chia biên giới rồi nói chuyện hết. Chuyện đại sự của, của cả thế giới mà tự nhiên lại có một thằng đến đó, phát 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 phát, phát làm gì có chuyện đó. Rồi thêm một cái điểm nữa đó, có một bài báo, cái này thì không có nhiều nhưng mà có một bài báo nói là Hồ Chí Minh lúc ở bên Pháp là mở cái tiệm chụp hình. Tôi lại chửi theo ơi. Một thằng đã đói khố rách áo ôm mà quý vị biết là một thế kỷ rưỡi trước đó, một cái máy hình là nó tương đương một cái xe Mercedes bây giờ đó một cái anh rốt nát không biết gì hết mà làm sao mà có tiền đâu mà mở một cái tiệm máy hình ông Nguyễn Khánh Ký là mới là cái người mở tiệm máy hình mà ngày xưa các cô cũng vậy các cô đào chứ người thường cũng không có tiền mà tới tiệm máy hình nữa quý vị nhớ là cái thời đó mà khi chụp phóng lớn lên rồi đó, thì thế nào cũng có cái màn gọi là eytuyết sửa tô hồng cái môi một chút tô hồng cái má một chút chỗ nào mà có vết nhám thì bôi đi đó, đó là sửa thành ra cụ phan Chu trinh á, là làm cái đó cái nghề đó nó rất là tiện chứ không phải là sáng sách ô đi tối sách ô về thì làm sao mà hoạt động đúng không thành ra còn cái này cái việc á, thì đó thì người ta chụp hình xong rồi hẹn 3 ngày 5 ngày sau tới thì trong suốt thời gian đó lúc nào rảnh thì là làm thôi thì là phan Chu trinh là làm cái đó rồi đến khi hồ chí minh qua thì cũng có sẵn cái chuyện đó thì anh đâu có cái nghề gì đâu đúng không thành ra là anh cũng vô anh làm đó làm cái đó để mà kiếm sống thôi chứ làm gì có cái chuyện mà Hồ Chí Minh mở tiệm mà chụp hình cho gái đầm pháp là tiếng không biết làm sao mà 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 đi chụp hình kỹ thuật không biết nó lại phịa là à, bác đã đi học một cái khóa huấn luyện xin lỗi à, tiền không có là mua 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 một cái lọ thuốc nữa chứ đừng có nói mà thuốc nữa, tráng hình nữa chứ ở đó mà bắt khó mở tiệm chụp hình ở đó ở đâu chỗ nào đường nào chỗ nào à. bác mở tiệm cái chụp, chụp hình đó chắc bác chắn Hồng. là bác phải chụp rất nhiều đúng không dạ bác không có đi dạy ở trường dục thanh nữa phan thiết nữa không cái đó thì cái đó thì có nhưng mà nó có nó có một nó phóng lên mười dạ vấn đề là như thế này nè nước mình nó chia làm ba phần miền nam á, là đất pháp thuộc địa pháp là thuộc địa mà đất thuộc pháp miền trung á, là của vua hoàng triều còn miền Bắc đó, là bảo hộ tức là tôi trông coi dùm đó thế thì khi mà bố của Hồ Chí Minh đó, giống như cụ Phan Chu Trinh Hồi đó đó đậu đó, ông nghè đó, đó là ngang hàng với tiến sĩ đó, thì sau đó nó được bổ nó làm quan mà ông làm mới có một năm mà ông biết bữa đó ông say rượu sao ông ra là đánh, đánh chết một người thế không khi mà đánh chết một người như vậy đó là bị xử thành ra vì đáng lẽ đấy nha một trăm heo quý biết cái heo mà đánh giống như là Mã Lai với lại bên Singapore mà nó đánh là chết thôi á nhưng mà vì là quan quan mình nặng có 45 kg à. người gầy như như là con mắm đó. đó và được thoát cái đó nhưng mà hạ bốn chức hạ bốn chức luôn thường thường là bị là hạ một chức thôi này hạ bốn chức và không giao cho chức vụ nào hết tại ông vừa nhậu say ông vừa quấn dân không ông ra lệnh cho lính đánh nhưng ông không đánh có lẽ không phải ông đánh nhưng mà ông ra lệnh đánh mà ông nhậu sai thành nữa. ra, thành ra cái vấn đề là cái vấn đề là ngày xưa đó các ông thì học chữ nho còn các bà thì thường thường là lo nhà lo bếp lo núc lo con cái dệt cửi thành ra các ông chỉ học chữ nho để cầu 3 năm đi thi một lần mà nếu là đậu hay rớt là nó đậu đổi đời quý vị có nhớ cái bức tranh vinh quy bái tổ không đó ngựa nàng đi trước bóng nàng đi sau là Việt Nam vẫn ám ảnh cái đó là nhiều nhà vẫn chưng những cái bức đó thế thành ra vì vậy cho nên là bà vợ thì cũng phải hy sinh thôi để cho ông chồng là hy vọng là ông đậu thì là thế bây giờ ông mới có một năm thì ông mất chức và không giao cho chức vụ nào hết thì tức là anh vừa mới lên voi xong anh xuống chó không có đồng lương này hết nhà nghèo vẫn hoàn nghèo cho nên đó, anh mới thấy rằng là trong nam đó tuy là đất pháp nhưng mà cuộc sống nó thoải mái mà còn cái anh ở quê của anh thì bây giờ nổi tiếng rồi làm sao mà sống nổi đúng không nổi tiếng về cái tội như vậy ai cũng biết hết địa phương ai cũng biết hết làm sao sống nổi cho nên là anh tìm đường anh vô nam đó thì cái 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 cái, cái quan khâm sứ của pháp á là nó biết cái đó nó tìm cách nó ngăn chặn nhưng mà ngày xưa nó ngăn chặn cũng không có chặt chẽ thành ra rốt cuộc là anh cũng đi vòng anh vô đâu Long An rồi vô tít trong miền Nam á đó rồi anh làm cái nghề tại vì học chữ hán mà ngày xưa mình đâu có thuốc tây xài thuốc ta không à? thành thành ông thầy lang đi chữa bệnh đó, đi chữa bệnh xong rồi mới có một ông được chữa sao đó là ông thương tình ông gả con gái cho anh ta lấy là lấy lấy vợ là tuổi con đấy chứ đó, đó để đẻ ra cái ông sư gì đó bây giờ ông nhận ông là con con của hồ chí <laughs> Và khi mà Hồ Chí Minh đi lúc ở bên Mỹ gửi thơ về cho khâm sứ Trung Kỳ tại ở, ở, gốc là ở gốc chung mà đâu có quen biết là người nào Đông Nam đâu thành ra gửi những, những thư cho tức là xin hãy giúp cha tôi có một cái công việc gì tức ông có trình độ có học chứ đâu phải là thường đâu phải không đậu ông nghe cơ mà có trình độ nhưng mà chỉ bị vấn đề bị tội thôi, thành ra không giao cho việc gì làm hết. Thì anh bỏ anh trốn nhưng mà ông Hồ Chí Minh thì ông Hồ mới nói rằng là à, hãy giúp bằng cách là cho cha tôi một công việc. Thì có việc thì mới có lương chứ không có việc thì lấy sống cái gì đó tình trạng là như vậy. Thứ hai nữa là kèm ngày xưa gọi là cái mang đa đó là cái bưu thiếp tiếp tiền đó, trách đó, cái chi phiếu đó, gửi về nhờ chuyển giao cho cho, cho bố rồi. Đó. Vậy thì bác hồ tìm đường cứu nước ở chỗ nào nãy giờ đã thấy chưa thấy hay là, là bác đã tìm đường xin làm tay sai cho thực dân rồi bán nước xin mà học trường thuộc địa hồ chí minh là cái con người nghèo khổ cho nên trước ông ta là toàn là cơ hội kiếm tiền quan trọng là nơi nào có tiền là nhào vô nước với non cái gì sống còn không có mà ăn nữa mà ở đó mà nước với non thấy không thành ra cái chuyện cục gạch nó trở thành cái trò cười đồng ý là lạnh và bên các nước Âu Mỹ là lò sưởi rất nhiều nhưng mà cái chỗ khách sạn của người ta quý vị ở đây có ai chắc là nhiều người đã từng ở khách sạn này. quý vị có chui vào bếp người ta được không hả không không mắc mớ nhưng mà anh chui vào bếp người ta mà lại để cục gạch từ buổi sáng đi làm cái chiều về lấy ra ôi trời ơi nung năm bảy tiếng đồng hồ <laughs> có thấy nó vô lý không rồi bây giờ nó phịa ra mà nó phịa cũng ngu nữa tức là những cái thằng trước với thằng sau mỗi thằng phịa một khác đúng không thằng thì nói bác ôm cục gạch thằng thì nói để dưới gầm giường nó để dưới gầm giường nó cách như vậy thì nó nóng cái gì mà ôm cục gạch làm sao mà ngủ mà nếu nó hay như vậy thì miền bắc bây giờ hãy mở một công ty hồ chí minh sản xuất gạch cho dân miền bắc chống lạnh đi này sao không ai mất trước hết vậy chỉ có một thằng ngu bác hồ làm cái trò vớ vẩn nó chả có cái quái gì nó cứ toàn nó vẽ bậy vẽ bạ này. nó tưởng là dân ai cũng ngu như chúng nó hết đó quý vị thấy không một cái chuyện chỉ nói sơ sơ hoạt động của bác ấy, di trúc với lại là lăng đó quý vị biết rằng năm cái mẫu lăng nó khi đưa ra cho dân chúng chọn thì người ta mới thắc mắc ủa tại sao không thấy nhà nước kêu gọi dân chúng đóng góp gì hết năm cái mẫu này là năm cái mẫu của nga hết thì người ta mới nói ủa tại sao lại dân chúng là tỏ lòng ngưỡng mộ bác mà sao không kêu gọi ít nhất thì mình cũng có vài chục kiến trúc sư hay là thế này thế kia nghĩa là có thể là dởm nhưng mà cũng phải có mà nhất là cái mô hình thì nó chưa hẳn là vấn đề kỹ thuật chuyên môn thì cũng phải cho dân chúng đóng góp chứ tại sao lại dân chúng lại không được tỏ cái lòng đóng góp với bác thế là bộ chính trị mới lại họp lại với ô oh, đúng rồi bây giờ kêu gọi mọi người hãy vẽ thấy không cái mô hình lăng gửi tới để dự thi đó thường thường những cái công trình lớn ở Việt Nam bây giờ đúc tượng ấy, nó cũng cái hình thức đại khái là như vậy kêu gọi mọi người Thế sau khi mọi người mới đóng góp xong thì mới bắt đầu lại có cái màn đem đi triển lãm khắp mọi nơi để lấy ý kiến đúng không? Đấy, quý vị thấy dân chủ ghê không? Đó. Đảng sau khi quên dân bây giờ nhớ dân phục vụ dân đem đi. Sau khi đem khắp mọi nơi rồi cuối cùng kết quả uống um ba la lại ra cái lăng của nga. Mẹ nó, lại lừa dân, thấy không? lừa, lừa dân, dân tự nhiên ông góp xong rồi rốt cuộc cũng vất thùng rác đó mà cái lăng này đó, lại tưởng gì hay ho khách ngoại quốc đến đều nói giống cái lăng Lenin hết trơn đường nét hài hòa dân tộc ở chỗ nào đâu các bạn đừng có nói là già thấy không? tôi còn nói tỉnh táo rõ ràng khi nào mà tôi nói không nổi á tôi đi không nổi như trọng lũ á, rút lui là phải mà trong khi trọng lũ còn nói những cái câu gì phải tôn trọng Cương lĩnh và điều lệ đảng Mà điều lệ đảng là không quá hai nhiệm kỳ Và 65 tuổi không ra ứng cử nữa Vậy ông Trọng có tôn trọng điều đó không Ai cũng thấy ấy, Làm trước mặt bàn dân thiên hạ luôn Rồi cái vấn đề là yêu cầu Tất cả các ủy viên Trung ương mới nói cách đây Chừng một tháng là Phải công khai minh bạch tài sản của mình Thế còn cái bàn của Nguyễn Phú Trọng đâu Sao không đưa ra cho người ta coi Thế không Nói đâu có làm đâu Cảnh nham cái từ trọng lũ không phải là bây giờ nó mới có nó có từ 30 năm nay rồi người ta đã biết rồi chứ đâu có phải cái từ đó là là cái người mà phản động đặt cho Nguyễn Phú Trọng đâu anh nói là cương quyết chống xong lại anh bảo là chống tham nhũng tức là ta đánh ta có bao giờ ta đánh giá ta không anh chắc nó nói một đằng mà rốt cuộc là lại một nẻo rồi lại nói vấn đề này là vấn đề cá nhân nó rất tế nhị đang nghĩ như vậy thì tại sao lại, lại đòi mọi người phải 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 đưa đưa cái bản báo cáo tài sản mà chính vẫn quan trọng thì không làm. Đó. Ok. Còn gì nữa không? À, bà con góp ý đi. Còn ai muốn nói thì cứ giơ tay. Đừng có chê già. Cán bộ cộng sản già hơn tôi nhiều lắm. Lê Duẩn làm tới chết, Hồ Chí Minh cũng làm tới chết mà sao hồi đó không nói đi sao sao không nói lê duẩn hồ chí minh đi thế không yeah. mà cái chuyện già đã làm tới chết đó nó đã là một cái tệ hại cho bên nga bên tàu bên việt nam rồi cho nên nó mới ra cái điều luật là quá 65 tuổi không có ra tranh cử và làm lãnh đạo quá hai nhiệm kỳ thì không có làm tiếp đó là cái chữ lenin nó ở dưới này nó không có để ở trên chữ lenin nó để thì nó nó là cả một cái hệ quả và nó đã thành cái nếp rồi đã thay đổi nó thành cái nếp rồi nhưng mà rồi lại có những cái thằng nó vẫn tham lam thấy không thằng tập cận bình nó lại vẫn tiếp tục nó làm nữa mà bên đây cũng bắt trước cũng làm nữa rồi từ từ, từ tổng bí thư là kiêm luôn chủ tịch nữa này lại nhảy cả vào bộ công an nữa tại sao lại vớ vẩn như vậy mà ngu quá nhảy vào bộ công an này nằm dưới thằng tô lâm tô lâm thì nó bộ trưởng đương nhiên nó là phải bí thư tri bộ rồi anh vô anh chỉ làm thường vụ thôi chứ đâu không có lẽ lại không lẽ lại lại lại, lại, lại Nguyễn Vũ Trọng này làm bí thư bộ công an à? đó quý vị thấy nó vớ vẩn không? mà cái hình cái chuyện đó nó cho thấy rằng là Nguyễn Phú Trọng không tin bộ công an bộ công an ít nhất có 10 thằng tướng bị bắt mà, mà. tướng đó, tướng bộ công an bị bắt đó không tin cho nên anh vào họp luôn để anh biết chuyện gì ra chuyện gì chứ không có đợi một công an xào nấu xong rồi đưa trình lên là không tin được cái vụ mà mà, mà bình Hà Lan đó bình chả giò Hà Lan đó đó là kết quả của cái báo cáo của công an ở dưới đó. nó báo cáo lên cho bộ công an cho nên bộ công an cứ nói rằng là chúng tôi xử đúng người đúng việc rồi cuối cùng là phải thua đó tại vì cái ông bình Hà Lan này đó, ông đi tị nạn mà ông qua bên đó ông làm cái nghề trả giò rất là phát mà ông cũng sinh hoạt đảng phái ở bên hà lan nữa à, ông đã tham gia sinh hoạt đảng phái. cho nên mà ông lại trong cái phái đoàn của hà lan hồi đó đi hà nội để ký kết về vấn đề băng giao nữa cho nên ông rất biết cái vấn đề mà bảo hộ những cái người đầu tư đúng không người ta đem bao nhiêu tiền bạc vào rồi anh cứ muốn bắt là bắt anh thu là thu thì còn ai mà dám chơi nữa cho nên là ông này ông mới đặt cái vấn đề với đảng và cuối cùng là nó lên tới chính phủ hà lan đó, chính phủ Hà Lan khi nói với Việt Nam thì Việt Nam cứ nói không, chúng tôi xử đúng người đúng việc lắm. Rồi rốt cuộc á nó nói ok mày đúng thì thôi, từ nay trở đi mày đừng có nhận viện trợ của tao nữa. Mày đúng rồi, mày giỏi quá rồi, mày hay quá rồi, đừng. Nó có viện trợ thì nó vội vàng này cuống lên. Thế là bắt đầu mới bắt đầu chi lại tóm cổ mấy thằng công an và uh, uh, ủy ban nhân dân ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đó, đưa ra tòa nhốt khám hết. Đó, quý vị thấy không làm ăn như vậy đó dạ bác minh có một vị khách mời tên là minh lê quang Âu chào minh lê quang có câu hỏi gì đặt cho bác minh không hello minh lê quang <laughs> minh lê quang hello à không trả lời vậy thôi à, xuống nhà dạ, bác minh tiếp tục đi bác minh Dạ thời gian là vàng là bạc đại khái đại khái nói sơ với quý vị chi tiết thì nó nhiều lắm tôi viết cái cuốn sách về Hồ Chí Minh không là 600 trang một cuốn sách về Đảng Cộng sản không là cỡ gần 700 trang quý vị nhé mà khi mà 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 viết 600 trang như vậy thì tôi đọc cái số lượng là gấp 5 gấp 10 chứ không phải là ít đâu đó không phải là que với vị nhưng mà tôi làm việc nghiên cứu và đọc có bằng cớ bằng chứng rõ ràng mặc dầu dù tôi dùng những cái lời mỉa mai bởi vì cái chế độ này nó chỉ có xứng đáng để nghe những cái lời mỉa mai như vậy thôi chứ không phải là tôi, tôi không có nói dóc nói xạo cái gì hết á có phải là đúng là bốn cái gì, gì chúc không cái thứ năm á nó chính tôi tôi nói tôi không tin cái thứ năm cái thứ năm là bác hồ là hối lỗi rồi nhận lỗi rồi vân vân làm gì có chuyện đó thì tôi không tin cái thứ năm nhưng mà bốn cái đó là rõ ràng là lê duẩn nó xào nấu không? rồi cuối cùng là phải chấp nhận đã viết trên sách trên sử rồi mà cuối cùng phải chấp nhận bỏ ngày mùng 3 tháng 9 lấy lại ngày mùng 2 tháng chín. Thành ra cái ngày quốc khánh thành quốc tang nó không còn ra cái gì hết. Bây giờ không biết cái ngày mùng 2 tháng 9 bây giờ phải làm cái gì hả? <laughs> Hay là sáng này quốc tang, cũng có cũng quốc khánh rồi chiều quốc tang. Oh. Mà nhân nó chết là chết cái đó cho nên nó mới đổi ngày đó. À, oh. dạ. Yeah. Ngay cái ngày mà mà mà, mà Quốc khánh là, là 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 ngày ngày là bắt đi đó. Vậy sắp tới 2 tháng 9 sắp tới là ngày Quốc khánh là mình la làng cái vụ Quốc khánh là ngày đám ma của Hồ Chí Minh luôn. Ờ cái đó thì ai chả la làng. <cười> <cười> thì xưa trẻ nhưng biết, con, con biết chuyện đâu. đó là ai cũng không biết. Thì bởi vậy cho nên Vũ Kỳ và và mùi tín nó mới lên báo. Nó mới Ôi. nói là chết là ngày 2 tháng 9. Cái chuyện nó hai ba chục năm nay rồi không nhiều mà người đảng... trẻ cho của mình à. đảng công nhận rồi sửa sai rồi đảng công nhận đảng, đảng, sửa là mùng 2 tháng 9 rồi bây giờ không ai nói mùng 3 tháng 9 nữa hết đó. chú cha vậy là sáng quốc khánh chiều quốc ta ô anh vậy cho nên bây giờ bây giờ nó bác chết không có linh gì hết bác chết như vậy khổ con cháu đảng mà lung túng không biết làm sao ấy thành nhà công bố bảy công bố bảy bị vũ kỳ với lại bùi tín nó đưa lên báo ê mặt Đấy không? gọi hai tên này lên khiển trách nhưng mà không có phạt gì hết. Tại vì nó nó nói nhưng mà đây mới là sự thật. Vũ Kỳ mà nói còn ai vô đó mà cãi nữa mà nó thật thì chứ không phải là chỉ có cái miệng Vũ Kỳ. Thấy không? Mà quý vị biết là chính Vũ Kỳ công bố nhà bác đã bỏ ra 28 buổi để viết. Mỗi một buổi là hai tiếng rưỡi đồng hồ, quý vị thấy bác lành không? Quá lành luôn có cái di chúc à viết sai tính tả tùm lum tùm la hết trơn à bác á là người chung nha nhưng mà cũng xin lỗi giống người nam hỏi ngã là bác đánh loạn cào cào hết trơn. <cười> <cười> loạn cào cào hết đó. hỏi với ngã là bác là tứ tung chưa kể những cái chữ mà gọi là viết tắt thì nó coi như là cá nhân thôi tốt ký của cá nhân thì anh muốn viết thế nào anh viết thay vì ph thì anh viết f thì cái đó là chuyện cá nhân thôi mà ngày ngày xưa nha có những cái tên là cuồng hồ đó đó mới là đề nghị là viết theo cái lối của bác không ai nghe hết người ta viết yeah. pH, p, -H, p -H, anh muốn viết f rồi thì anh cứ việc viết chữ dô thì anh cứ viết chữ z đó. thì cái đó là, là cá nhân thôi đó nhưng mà chính thức thì không có được công nhận không, không ai theo bác hồ viết cái kiểu này. Có người hỏi này bác Minh, uh, chú Minh cho ừ. hỏi là Hồ Chí Minh chết ngày 2 tháng 9 có hàm ý gì không hay chết vô tình bình thường? Vô tình thôi, vô tình bình thường. À nhưng mà bây giờ nhân cái đó tôi mới kể cho quý vị nghe. Hàng Tranh, Hàng Tranh là một chuyên gia ở Nam Ninh, Đại học Nam Ninh, chuyên gia về vấn đề tiếng Việt. Đó, là một trong những học giả hàng đầu của Trung Quốc về vấn đề Việt Nam. Thì tôi đã tới cái đại học đó rồi. Đó tôi không gặp hàng tranh thôi nhưng mà tôi đã từng đi đi khảo sát cái vấn đề cụ phan bội châu đó là tôi đã tới ngủ ở cái trường đó trường đó nó có chỗ cho thuê cho những khách bán lai rồi này, này kia những nhà nghiên cứu rồi này, này, đến ở tạm để làm việc thì uh, trong cái vấn đề hồ chí minh đó, thì là hàng tranh cũng là lúc lúc đầu á, ngày xưa đó thì giấu hết không có nói chuyện về Hồ Chí Minh nhưng mà đến khi mà hai bên xung đột nhau đó đó thì hàng tranh mới biết là Hồ Chí Minh ở Trung Quốc mới kể ra cái chuyện là Hồ Chí Minh có vợ là Tăng Tuyết Minh đó vân 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 cái vị biết là bác Hồ đau lắm đóng vào kịch xong cái nó nó, vận vào thân luôn tức là Hồ Chí Minh quen với Lâm Đức Thụ vợ lâm đức thụ là người hoa tại vì hoạt động bên tàu mà cho nên là bà này mới giới thiệu tăng thuyết minh cho hồ chí minh và tăng thuyết minh cũng là một cán bộ cộng sản cấp thấp thì giới thiệu thì cái người chủ hôn là ai chủ hôn là bà đặng dĩnh siêu là vợ của chu ân lai hai vợ chồng chu ân lai cưới nhau ở cái khách sạn đó và một năm sau là hồ chí minh cưới ở đó và bà đặng dĩnh siêu chính là cái người chủ hôn Tại vì đâu có họ hàng gia đình gì đâu đúng không Ở đất Tàu đâu có à, thành ra là đồng chí với nhau thì là bà điện siêu mà đứng là bà làm yeah. thì ở với nhau có 6 tháng à thì bắt đầu Hồ Chí Minh đi công tác đi rồi sau đó là biên biệt không bao giờ gặp lại nhau hết nha Tức là ở với nhau tất cả gần như chưa có con gì hết thì sau này Hồ Chí Minh kiếm được miền Bắc về Hà Nội báo chí đang dần dần lên là chủ tịch Hồ Chí Minh vân 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 thì bà này cũng là từng làm việc với cán bộ Việt Nam và biết sơ tình hình Việt Nam đọc báo thấy trời ơi chồng mình làm chủ tịch trời ơi hết sảy chồng mình làm chủ tịch thấy không đi bao nhiêu lâu rồi không liên lạc bây giờ lấy tin này thành ra bà mới liên lạc với lại đảng bộ và liên lạc với lại trung ương xin cho gặp thấy không cho hai người tái hội đó Hồ Chí Minh cũng biết được cái tin đâu thế vấn đề bây giờ đưa ra ngay Đảng Cộng sản Trung Hoa nó cũng nói là không nên. Xưa giờ ca Bắc Hồ là không lập gia đình, hy sinh tất cả vì đất nước của nó. Bây giờ lại lòi ra một bà vợ Tàu là nghĩa là sao? Đấy không? Thành ra Đảng Cộng sản Tàu nó khuyến cáo là không. Rồi Đảng Cộng sản Việt Nam cũng họp. sẽ quý vị thấy những cái chuyện riêng tư vợ chồng mà bây giờ nó trở thành vấn đề quốc gia rồi. Tại vì từ xưa giờ bác Hồ đã nói với các cán bộ rồi mà tôi có hai cái tật xấu các chú không nên bắt trước đó là hút thuốc mà không lập gia đình đúng không bác hồ thì hút thuốc liên miên mà bác hồ là có hai bao thuốc nha thì dương có biết không một Sao? bao là bao philip thuốc mỹ ở mỹ rồi ăn bơ sữa mỹ quen rồi con bao philip còn một bao là thuốc là thái nguyên đó, đó. thuốc điện biên phủ vân thành ra nếu mà mời bạn Việt Nam nó bác móc cái này còn cái này thì bác móc bác hút đó chứ Việt Nam làm gì mà có thuốc Mỹ thành ra chỉ có bác có thôi thành ra cái đó là bác để là bác hút còn khách mời thì bác hút, lấy thuốc thuốc, thuốc địa Ồ oh, trời ơi. Cũng, cũng 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 ấy mà cũng kêu kiệt quá. Trời, bác khôn lắm chứ đâu phải là bác giờ đâu thấy yeah. không Mỹ nó quý lắm thuốc Mỹ nó quý lắm thuốc tư bản nó quý lắm nó làm gì có cả nước Việt Nam có chỗ nào bán không anh nhá chỉ có đường dây đặc biệt là mấy tòa đại sứ nó mua nó gửi về cho bác thôi chứ còn có chỗ nào mà bán thuốc Philip của Mỹ bác hút bác hút như vậy đó. thì vấn đề là khi mà bộ chính trị họp thì quý vị biết là bề ngoài á, thì bao giờ cũng phải đề cao một người lên đó là Hồ Chí Minh nhưng mà khi họp trong bộ chính trị đó, Hồ Chí Minh cũng chỉ là một phiếu thôi thấy không thì nhá, đưa cái vấn đề này ra thì bác Hồ cũng buồn lắm bác hồ cũng đã cảm thấy được là cái chuyện này khó thành ra bác hồ cũng họp mà bác hồ cứ ngó ra ngoài <laughs> ngoài trời <laughs> <mắt> chán <mẹ>, <laughs> mẹ chuyện vợ con mình bây giờ chúng nó đem ra nước nó bạc thì cuối cùng á là lê duẩn lê đức thọ vân vân nó đều nói là không nên nha không tái hội không lẽ tái hội bí mật à tái hội thì sẽ phải có tiếp dước và bà này là ai bà này là vợ hồ chí minh thì còn ra cái gì nữa cho nên rằng là, là đảng cũng quyết định là không thấy không thành ra cái vở kịch đóng giả rồi cuối cùng giờ nó thành thiệt thành ra cả đời bác là coi như là không có vợ thật thấy không là để sống chung nhưng mà vợ trên giấy tờ đám cưới đàng hoàng nhá wow bà chủ, chủ hôm nay là chủ hôn đó, chứ không phải là, là nói rằng là cái chuyện qua đường như những cái bà pháp bà bà, bà tàu hay là bà nga hay bà việt nam đâu cái đó là cả chục bà thì cái đó không nói làm chi nó không có giấy tờ chính thức còn cái này là đám cưới rõ ràng lúc đó là ông hồ cũng cỡ 30 chục tuổi rồi lớn rồi mà không có vợ cho nên là lâm đức thụ mới có vợ tàu mới giới thiệu để cho cho cưới nhau đó thành ra cái bà kia là cuối cùng là chết già đó đâu có được gặp hồ chí minh đâu đó cho các bạn gọi là bác hồ vĩ đại hi sinh cả sự nghiệp cách mạng tuổi thanh xuân tuổi trẻ cho sự nghiệp chung nhen không lấy vợ nhen ừ, cứ vợ luôn đó xài đồ mỹ đó không lấy vợ thành gia toàn qua đường không à? Hèn thành gia các... bây giờ nè, bây giờ tôi nói một cái chuyện này đặc biệt nè, con người sinh ra thì ai cũng có tổ có tông hết tối thiểu là mình phải thờ cha mẹ mình, còn hơn nữa là ông bà mình. Có ai nhìn thấy cái bàn thờ của Hồ Chí Minh ở trong dinh chủ tịch không? Hồ Chí Minh không có thờ. chắc không quá, không có có bao giờ thấy cái hình trong màu chủ tịch này? đây là bàn thờ gia tiên của bác không trong khi những cái thằng cán bộ bây giờ nguyễn sinh hùng là chỗ nào cũng là nhà thờ tổ nguyễn tân dũng là nhà thờ tổ riêng bác không có tổ của bác là mắc lê về nước một cái nghe không đây là núi mát kia là suối stalin đúng không lấy cái tên ngoại quốc đặt cho cái đất nước của mình là cái thứ nhất đến khi chết tôi sẽ đi gặp Bác Mao, à, không nói, đi, đi gặp Bác Mác, với lại gặp Bác Lenin, chết đâu có đi về với tổ tiên đâu, cũng cũng vẫn còn mơ màng là ta đây là góp phần làm cách mạng thế giới, bây giờ nó sụp đổ rồi, bác mà sống lại thì bác mắc cỡ lắm. Yeah. Bác Minh, ừ. Bác Minh dừng lại cho con tí xíu, cho các bạn này bà hỏi thế là bạn Minh Lê Quang một, hai, ba, rồi bạn có câu hỏi đặt đặt cho Bác Minh không? Minh Lê Quang có câu hỏi đặt bắt Minh không còn không một lần nữa là tôi lóc bạn luôn đó phá diễn đàn rồi bạn mà lên cái nữa rồi được bắt Minh nãy giờ nó lên hoài luôn mà nó không có trả hỏi rồi bắt Minh tiếp tục đi bắt Minh con xin lỗi bắt Minh con lóc vô stream ra luôn không đó, mình. đó thì đại khái, cái cuộc đời bây giờ đó bây giờ nha à, quý vị chờ cho. tôi đó không phải là nhà thơ tôi là người nghiên cứu thôi nhưng mà có những cái sự kiện Đôi khi mình cũng đúc kết lại nha. Thành ra tôi có mấy cái câu thơ này Cả cuộc đời Hồ Chí Minh Đó Tôi đúc kết thành một cái câu thơ Quý vị nghe Dùm nha Đây Tất cả hai, bốn, mười hai câu tứ tuyệt mỗi câu có bốn chữ thôi 12 câu tôi diễn tả cả cái cuộc đời Hồ Chí Minh từ bé cho tới khi chết 12 câu thứ nhất là học không tới nơi đúng không học mới có tiểu học à học không tới nơi làm không tới chốn đến khi Hồ Chí Minh chết đã giải phóng đất nước đâu năm 69 đã giải phóng đâu Đấy không? học không tới nơi mà làm không tới chốn rồi sống vô gia cư ông đâu có nhà riêng đúng không ông đâu có nhà chết vô địa táng chết không có chỗ chôn ướp sáng mà đâu có chôn chồng mà từ vợ bỏ tăng tiết minh đi đúng không cha mà bỏ con nguyễn tất trung con không có nhận thấy không bán rẻ lương tâm tay sai đế quốc à, tay sai đế quốc mà đối với ông bùi tín nhà hồ chí minh là điệp viên của nga đó nhớ đó, Chính miệng Bùi Tín nói nha, buôn à. dân bán nước, tội đồ dân tộc, tàn ác vô song, nghiệp báo vô hậu. đó Tôi tặng cho Hồ Chí Minh 12 cái câu đó, đó, giờ đọc lại để quý vị nghe cả cuộc đời của Hồ Chí Minh. Học không tới nơi, làm không tới chốn, sống vô gia cư, chết vô địa táng, cha mà bỏ con, bán rẻ lương tâm, tay sai đế quốc, buôn dân bán nước, tội đồ dân tộc tàn ác vô song nghiệp báo vô hậu Việt Nam vô hậu tức là người mà không 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 có một cái 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 cái, 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 cái để lại đó một cái gì mà ấm no hạnh phúc cho mọi người đó là vô hậu thành ra Việt Nam á, đôi khi chửi nhau là đổ vô hậu là chửi rất là nặng tức là mày làm mày không biết nghĩ gì tới cái hệ quả không biết gì tới nhân quả gì hết đó là độ vô hậu đó 12, 12 câu, mỗi câu bốn chữ thôi. Tôi tóm tắt cuộc đời Hồ Chí Minh như vậy. Đó. Quý nào, quý vị nào không tin thì cứ lên phản đối đi. À, có đúng không? Nãy giờ nó không lên phản đối mà nó bình luận, nó ngồi dưới, nó, nó cay cú dữ lắm. Mà nãy giờ con nghĩ chắc cũng khoảng 200 đứa ở dưới bắt mình. Oh, rất là vui. Mời các bạn vào đông đông. Tôi giảng <laughs> cho nghe. Đúng quá rồi Lắm. À. Tôi còn khỏe lắm, 74 tuổi rồi, tôi thua bác trọng 8 tuổi mà đừng có bảo tôi già. Đó bắt trọng mất trọng mà còn ngồi đó mà thấy không? Trời ơi, nó là... yeah. trọng lú là làm sao? bắc trọng lú là cái thời Nguyễn Sinh Hùng như tôi nói đó, đó là cũng lớn tuổi rồi, sáu mấy tuổi rồi. Thì cả cái đợt mà trước mà Nguyễn Thị Kim Ngân đó là cả cái ban chấp hành ở bên Quốc hội chỗ này kia là về hưu hết thành bắt trọng bố tai hoan hồn. các đồng chí lão thành hết sảy can đảm từ chức để nhường cho giới trẻ đi lên quý vị thấy có ngon không câu nói bắt trọng có ngon không những cái câu đó là trừ tôi nghe không tôi, tôi tuyên bố là phải tôn trọng điều lệ đảng nhưng mà tôi lại phá lệ với lý do là để giữ cái sự liên tục trời ơi vậy thì lúc hồ chí minh chết rồi đứt sự liên tục hay sao lê duẩn chết rồi đứt sự liên tục trường trinh chết rồi đứt sự liên tục Tại sao bây giờ lại phải có một cái ông già chuyên môn đi giảng đạo đức vậy? Cái đảng nó tệ quá đến cái độ là phải có một ông già lại giữ cái sự liên tục bằng suốt ngày giảng đạo đức. Giảng đạo đức xong rồi còn đốt lò nữa, đốt quá trời củi luôn. Củi xanh cũng đốt, củi tươi cũng đốt luôn. Mà rồi là càng đốt thì nó lại càng ra những cái nhóm lợi ích nó càng đông hơn bây giờ nữa. Trung bình nữa là năm chục, một trăm đứa luôn. Chứ không phải là ăn cắp hối lộ năm ba đứa nữa. Nó không có nó làm đại trà bác minh sao nó có hay có cái câu gọi là thắng làm vua thua làm giặc mà trong khi nó đi giải phóng miền nam thống nhất đất nước mà nó hay có cái câu này của bác minh thắng làm vua thua làm giặc ai làm ai làm giặc ở đây trời thì nó là quan ngày cướp ngày thì nó là giặc chứ là ai nó nói nó mình nó nói giặc á còn nó là có thắng thì nó làm vua còn nó dân á mình thua á, là dân của mình là giặc của nó trời đất cơ thì vậy mình mà nó cứ kiểu, đuổi. kiểu đổ mười đó kiểu đổ mười đó cái đó là đổ mười nói đó nói cái kiểu như là, là vợ vợ con nó mình xài đó, đó nhà nhà nó mình ở vợ con nó mình xài đó là cái câu của cái thằng mất dạy đỗ mười đó. vậy anh đừng có tuyên truyền nó như nó, nó là nó là vua thiên heo mà xuất thân của nó trình độ nó là trình độ thiên heo mà yeah. đỗ mười đó nghề của nó là nghề thiên heo còn phạm văn đồng là nghề buôn thuốc phiện phạm văn đồng vẫn hút thuốc phiện nha trong thời làm thủ tướng rồi phạm văn đồng mà buôn bán thuốc phiện hả thúc hiện phản uh, động là thuốc phiện. Ồ sau này nó lại tuyên truyền nó lại đổ cho cố tổng thống thiệu là đi qua Bung ăn buôn bán hàng cấm. Trời cộng sản nói thì có cái gì tin đâu. Cái đám này không nhận thiệt chứ nó 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 làm nó đổ hết người này cho người kia hả? Cũng giống Hạ như Đồng là, 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 là thuốc phiện đó. Dạ, bác Minh nói tiếp về tắm keo. Tắm keo là ai? <laughs> Tấm keo là hồ hồ chú mưa đó. <laughs> <laughs> Tâm kêu là như anh Huy anh đặt đó. Bây giờ bây giờ bây giờ tôi đã kể quý vị bao nhiêu sự kiện rồi. Nhưng mà à. bây giờ nếu mà dựa theo sách nữa thì nó nhiều lắm, thì bây giờ ai có thắc mắc gì thì cứ nếu có hỏi đi. Rồi à. tôi, tôi 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 cái gì tôi biết thì tôi giải đáp. Có người hỏi là bà Hồ Chí Minh chính thức cái ngày sinh của Hồ Chí Minh là ngày nào vậy bác Minh? Không có. Không có Cả cái Đảng xin. cũng không có luôn. Ôi trời. Thì tôi đã nói rồi cái chuyện mà hồ chí minh không biết ngày xanh đó là cái chuyện bình thường của cái thời bây giờ dân quê mà đâu có làm cây xanh cây xiết gì đâu bây giờ bà đẻ năm đứa rồi bây giờ bà đâu có nhớ đứa nào ngày nào ngày nào nữa đâu phụ nữ ngày xưa của mình là hầu hết đâu có đi học thành ra đẻ thì đẻ rồi thì thôi chứ là một đứa thì may ra bà còn nhớ cho tới đứa thứ tư thứ năm rồi những đứa đầu ngày nào đâu có nhớ đâu không có nhớ mà cái đó là chuyện bình thường không phải riêng riêng gia đình Hồ Chí Minh hầu hết mình là như vậy thế nhưng mà bây giờ cuối cùng nó ra là ngày 19 tháng 5 đúng không yeah. thì cái ngày đó là ngày gì ngày đó là ngày đón toàn quyền pháp trở lại Hà Nội quân Pháp đổ bộ lên Hà Nội Hải Phòng Hà Nội cái ngày đó thì khi tổ chức cái ngày đó đó thì hồi chí mình muốn phô trương thanh thế và muốn ra mặt để chứng tỏ tôi là đại diện Việt Nam qua mặt tất cả các đảng phái khác và để nói chuyện với Pháp để mình được công nhận là một quốc gia độc lập trong liên hiệp Pháp cho nên là ngày mùng 2 tháng 9 thì tuyên bố là cương quyết đoạn tuyệt với Pháp mà mùng 6 tháng 3 là 6 tháng sau thì lại đồng ý để cho Pháp đem 15 000 quân trở lại cuối cùng là lập ra cái lực lượng mà bảo vệ thủ đô rồi chịu đâu có nổi phải chạy lên Việt Bắc đó đó thì ra khi mà người ta mới hỏi chứ trời ơi tại sao mình chống Pháp mà lại đón tiếp thằng toàn quyền Pháp này long trọng quá vậy thì bác mới nói chớ là, ồ oh, đó là ngày sinh nhật của bác anh ta cuối cùng mà lấy một cái ngày đón thằng Tây làm ngày sinh nhật chứ đâu có biết sinh nhật đâu đó là cái thứ nhất còn năm á, thì bác có chừng năm cái năm xanh là tùy thời ứng biến bác là con thò lò nghĩa là tùy thời ứng biến thấy không tùy cái nơi mình làm việc đó, nó thấy tuổi già quá thì bác rút tuổi xuống mà nếu mà chưa đủ tuổi thì bác nâng tuổi bác lên đi thì... cũng là một cái năm ngày tưởng tượng chuyện gì nó còn bắt ngày chết nó còn sửa được mà hôm chi là cái ngày của bác đấy, nó phải đẻ ra cho có thôi đó đẻ ra cho có thôi chứ không 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 đó, thì như tôi đã nói rằng là cái ngày thành lập đảng nó còn không biết mà làm sao biết được bây giờ tất cả quý vị đừng có nghĩ rằng là họp đảng là một cái đại hội đông mấy trăm người đây là họp ở Hồng Kông và cái chuyến sau là họp ở Ma Cao chứ có mấy người à rồi bây giờ những thằng đó nó chết hết rồi giấy tờ hồ sơ còn không ai giữ ngày xưa nó làm gì có ủy ban văn thư ủy ban này ủy ban kia có mấy đứa thành ra đến khi mà Trần Phú đó, là quá cực đoan đi nó, nó làm mới có chừng 8-9 tháng là nó chết rồi tới thằng Lê Hồng Phong lên đó thì cũng được độ hai ba năm mà Lê Hồng Phong đang lên nó thì bị bắt thành ra lại Hà Huy Tập lên thành ra hai thằng này nó hơi chồng nhau một khúc này. đó và nhớ là tổng bí thư đầu tiên là là là, là là là, là, Trần Phú chứ còn Hồ Chí Minh ngày mùng 3 tháng 2 đâu có là cái gì đâu ông chỉ là cái người nhận lệnh giống như là đi phát giấy rồi đó là nhận lệnh của Đông Phương Mộ từ tháng 10 năm 1929 là mời các đảng ra họp anh chỉ là cái người đi mời thôi thì thằng Nga làm sao mời thằng Việt Nam được. biết gì đâu thành ra ra Hồ Chí Minh làm cái đó nhưng mà anh lại bổ ngực đó, coi như là mình đại diện tam quốc tế cho nên là cái cái, 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 tụi mà Trần Phú và Hà Huy Tập Lê Hồng nó mới nói là thằng này là thời cơ chủ nghĩa mượn cái cớ đó để để, để, để tự bốc mình lên biết thấy không bây giờ tôi nói cho quý vị nghe là Hồ Chí Minh thèm khát cái danh vọng như thế nào. Hồ Chí Minh năm 1950 đi qua bên tàu, tính gặp Mao Trạch Đông đó, để xin viện trợ. Thì nghe tin Mao Trạch Đông đã qua nga rồi. Thế là Hồ Chí Minh đi luôn qua bên nga gặp cả Stalin và Mao Trạch Đông ba anh ngồi họp với nhau. Thấy không Thế thì sau khi họp rồi Hồ Chí Minh mới đưa hai ý kiến quan trọng. Thứ nhất là có một tờ tạp chí nga để đó xin đồng chí Stalin cho chữ ký có bao giờ người ta xin chữ ký mà mình từ chối không mà lại, lại ba ông lãnh đạo nữa. thành giáo Hồ Chí Minh đưa cái là ok Stalin nhận ký ký xong cái Hồ Chí Minh đem về phòng để sau cái buổi nói chuyện đã tan Hồ Chí Minh về phòng tìm không thấy tờ báo nó đâu hết của mình mới cái đem tờ cái tạp chí đó về để trong phòng mà tại sao bây giờ nó mất rồi Stalin nó ra lệnh cho mật vụ vào phòng thằng đó lấy lại cuốn 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 báo cho tao Tại vì sao? Mục đích nó xin chữ ký để đến nó về nó lè. Đúng không? Tại vì Stalin đã được báo cáo về Hồ Chí Minh rồi. Một tay là cá nhân chủ nghĩa và thời cơ chủ nghĩa bây giờ mà đi bên tàu bên Nga về mà không có cái gì hết. Đây nè, tôi gặp đồng chí Stalin đồng chí ký tặng đây nè. Nhưng mà anh đem về phòng, đáng lẽ anh để đó là lúc anh về anh anh cầm thì không sao, anh lại đem về phòng, anh cất trước cho nó kỹ. Thì thằng mật vụ nó được lạnh nó vào nó lấy. Thế là Hồ Chí Minh hết, là không có. Đó. Yeah, nãy rồi, có thêm chuyện... một cái điểm nữa, cái điểm này mới là vui. Có những cái cảnh, những cái phim mà Hồ Chí Minh qua Nga, rồi được các phim chức Nga tiếp đón, tưng bừng lắm. Thế bây giờ, nhân cái lúc nói chuyện như vậy, cái Hồ Chí Minh mới đề nghị với đồng chí Stalin là hãy tổ chức một cái buổi đón tiếp tôi nha tổ chức đón tiếp tôi là coi như là tôi viếng thăm nước nga tổ chức đón tiếp thì stalin nói ủa đồng chí qua đây là bí mật mà tại sao lại bây giờ lại đón tiếp có thấy là hồ chí minh lú không vì ham cái danh mà muốn được tổ chức một cái buổi đón tiếp nước nga là nước vĩ đại nhất là đàn anh người xã hội cộng sản mà bây giờ đón tiếp hồ chí minh thì oai quá rồi nhưng mà Stalin nó nói chứ ông qua đây là bí mật mà bây giờ tại sao lại tổ chức đón tiếp được đó thì ông mới đề nghị rằng là thì có gì đâu đồng chí cho một cái máy bay tôi lên máy bay bay vòng vòng ở trên trời ở dưới đất chuẩn bị tiếp đón rồi tôi xuống là tiếp đón thôi biết Stalin trả lời sao không chúng tôi không có cái đầu óc tưởng tượng phong phú như ngày Stalin bác Hồ Chí Minh tẽn tò có cuốn tạp chí có chữ ký cũng không có đón tiếp là không có đó. anh đi thì anh bí mật nhưng mà cuối cùng anh lại muốn đón tiếp Stalin nó từ chối nó không có làm đón tiếp có bao giờ chơi cái trò như vậy không đúng là kịch theo qua đất nước người ta rồi mới yêu cầu người ta cho máy bay rồi xin tôi bay trên trời rồi dưới tổ chức đón tiếp rồi tôi xuống <laughs> hoan hô toàn là lừa bịp không bác minh có người hỏi là tại sao hồ chí minh nó cha là họ nguyễn mà hồ chí minh lại có họ là hồ à thực ra thì có có cái vấn đề là nó lộn xộn bố hồ chí minh vân vân từ đời bố hồ chí minh ông nguyễn sinh sắc vân vân đó, thì thực ra cái 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 bà gọi là có một cái cô nữ kỹ đẹp rồi múa đèn này, này kia cái gọi là cô múa đèn thành ra nó có cái vấn đề là có thai rồi mới gả cho người khác đó thành ra nó 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 đang từ nguyễn rồi nó lẫn với hồ đó nó, nó có là như vậy còn việt nam á, đối với cộng sản cái chuyện nó thường lắm ba anh em lấy đức thọ đó đó là họ pha nữa chứ nhưng mà ba thằng lấy ba họ khác nhau rồi. tại vì nó hoạt động bí mật rồi nó đổi tên đó. ông hồ đó một trăm mấy chục cái tên đó, đổi tùm lum tùm la hết để mà khi mà viết cái bài về bà Cát Thanh Long đó, là CB là của bác đó, thì viết bậy viết bạ nói bà này là sát hại cả 200 người bên Pháp đó, chỉ cần sát hại một người là nó bắt tù chứ đừng có nói chuyện mà với thứ hai người làm cho mình mà mình hành hạ người ta tới chết như vậy, ai làm cho mình mẹ nó sách nhau nó cắt cổ bà chứ bà là phụ nữ chứ con bà có phải là vương vương tướng gì đâu mà ông viết một cái bài CB chửi bà này lúc đầu còn bênh nha lúc đầu còn nói rằng là Uh, Pháp có cái câu châm ngôn là không đánh người phụ nữ bằng một cành hoa hồng mà cuối cùng mà viết một cái bài CB để biện minh cho cái cải cách trụng đất. Cái cải cách trụng đất là cái chuyện là vì Hồ muốn chứng tỏ ta đây trung thành với Nga Tàu mà phải đem cái kế hoạch đó về nước áp dụng. Đó, cũng giống như quân đội uh, qua tàu học thì cải cách trụng đất cũng qua tàu học. Chứ còn diễn tả đâu có ai tin người miền bắc vào trong nam kể cái cái dụng đất không ai tin hết không ai tin là con người có thể đối xử với con người như vậy đúng không thành ra học là phải học tận mắt nhìn thấy tận nơi học xong rồi về lại làm thí điểm ở thái nguyên nữa kêu gọi các cán bộ đến để để xem không? để xem có xem mới sợ Thấy không không xem thì ô một người chết thì cũng giống như ông a ông b chết chả có cái gì đó. thành ra phải đến xem mới sợ và đến xem mới biết là phải làm gì thành ra đến lúc mà họp kiểm thảo đó mấy cái thằng lê quý ba với mấy thằng mà cán bộ cộng sản đó nó nói đó nghĩa nó là tổ chức chưa chưa chặt chẽ chưa đúng để cho cái bọn mà hành động mà nó ra là nó mặc áo quốc phục rồi nó cúi chào cúi chào thế này không được phải tận diệt nó từ cái bóc dáng cho tới cái tư tưởng của nó đó nó chết mà nó không nhắm mắt được đó Để biết là tại vì sao bên tàu nó cũng làm như vậy thì hôm khi nó qua Việt Nam mà như tôi nói đó, nó qua là nó vỗ ngực nó là theo chỉ thị của Mao Trạch Đông chứ không phải là tôi nói chuyện với anh mà đây là chỉ thị của Mao Trịnh Đông còn ai dám cãi nữa Nghe không? thành ra là rốt cuộc là ông Hồ Chí Minh đâu có bênh bà Cát Thanh Long đâu mặc kệ tôi theo đa số đó là nói cái kiểu mà chạy tội thôi thì rốt cuộc là bà Cát Thanh Long này bị đem ra xử bắn Nghe không? Đó, 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 Cộng sản nó đền ơn đáp nghĩa như vậy bà, bà góp 100 lượng vàng nha trong cái tuần lễ vàng nha mà cái vàng đó xong rồi để đúc cái tàu thuốc phiện để tặng cho thằng tướng Lưu Hán thành ra đó là cái hối lộ cấp quốc gia luôn thành ra bây giờ cả nước mình hối lộ là chuyện thương bác là tuần lễ vàng là bác lấy bác hối lộ cho cho nước ngoài nữa không chi mà trong nước dạ yeah, bác Minh có một chị tên là Cam Anh Quỳnh Thị mời chị Cam Anh Quỳnh Thị chắc có câu hỏi muốn hỏi bác Minh phải không Cam Anh Quỳnh Thị mở cái mic ra ha một hai ba Ok, cảm ơn Quỳnh Thị, mời chị nói Cảm ơn Quỳnh Thị ờ, Không có hỏi, bây giờ Bắc Minh có người hỏi là Nguyễn Thị Minh Khai là ai vậy Bắc Minh Nguyễn Thị Minh Khai Thì cũng là một cán bộ Cộng sản Mà ông cô này á, Thì lúc á, thì đi với Hồ Chí Minh Lúc thì đi với lại Với lại cái gì đó Phú. Lê Hồng Phong Lê, Lê Hồng Phong Ừ. thành ra có lúc thì khai là vợ của linh linh là tên của, của, của hồ chí minh mà khi đi dự đại hội quốc tế ở nga đó. nhưng mà về sau là lấy lê hồng phong thì mấy người này về sau cũng bị pháp nó bắt rồi cũng người thì chết trong tù người thì bị xử bắn vân vân thành ra cái khúc đầu của nó, nó đã cực đoan quá chưa có lực gì hết còn non kém mà nó máy móc nó áp dụng những cái chính sách cộng sản cái của Hồ Chí Minh và mấy cái tay này á, và những cái tay sau đó sợ dĩ mà nó làm một phần thành công là bởi vì nó có học tập về vấn đề mà lật đổ tổ chức quần chúng. Còn mình là làm toàn là tự phát không à. Rồi cái quan trọng nhất là nó được viện trợ vũ khí với tiền bạc. Còn cụ Phan Bội Châu, Phan Chú Trinh đâu có được cái gì đâu. Thằng Tàu nó cho có mấy tạc đạn một tí tiền là không có bao nhiêu hết. Tàu thì nó yếu mà, đó, thì không được bao nhiêu hết còn là là Hồ Chí Minh đó như tôi nói đó sáu sư đoàn qua biệt tàu kể cả không quân đầu tiên của Việt Nam là cũng học ở bên tàu đó là sáu sư đoàn qua mới trang bị vũ khí mới đem về đánh trận điện biên phủ đó. không có cái sáu sư đoàn đó năm trong sáu sư đoàn thì tham dự trận điện phủ không có cái đó thì làm sao mà đánh trận điện phủ được thành ra Hồ Chí Minh là bằng mọi giá phải chịu khuất phục trước Mao Trịnh Đông và trước Uh, Stalin để mà được nhận vũ khí Đấy không thành ra cố vấn tàu qua không phải gọi cố vấn miền Nam mình gọi Mỹ chỉ có tới cố vấn thôi nhưng mà nó là phải thêm chữ vĩ đại thiếu chữ đó là coi chừng đó. không biết bạn nào hỏi không uh, xin lỗi nha, quý nhà bây giờ là 9 giờ3 phút thì 30 phút nữa thì tôi có cái chương trình với đài qua thành ra chúng ta còn tối đa là gần 30 phút nữa thôi Yeah. bác minh có người hỏi là cái người nằm trong lăng ba đình đó có phải thật sự là hồ chí minh là người việt nam hay không hay là người thứ tá tàu là gì có gì quên rồi cái gì ở, quan không. gì quên thực thực ra đó những cái gì mà nói là hồ chí minh là người tàu người hẹ vân vân cái đó đều không đúng hết. người hồ chí minh là người thiện người nghệ an giọng nói của ông là nghệ an cung cách là nghệ an thành ra ông Trần Đĩnh là cái người viết cuốn đèn cù đó là viết tiểu sử cho Hồ Chí Minh đó thì chính ông Trần Đĩnh mới mất nè mới mất năm ngoái gì đó năm kia thì chính ông Trần Đĩnh ông nói là ông này là nghệ ăn rắc luôn đó. đó nên nhớ rằng là có cái tin đồn là tàu nó có người giả Hồ Chí Minh thì cái lúc đó ông còn hoạt động bên tàu đó, nên nhớ là vô danh tiểu tốt không ai mà có bỏ công mà đi làm một người giả cả lúc đó Hồ Chí Minh chưa là cái gì hết, không ai biết hết. Còn lưu lạc bên tàu, cả nước Việt Nam không ai biết mà mà làm giả làm cái gì. Mà giả thì giả đó là có trong chiến tranh. thí dụ như ông Eisenhower, ông là tướng. thì khi mà đánh nhau với Đức, á, quân ở khắp mọi nơi đánh nhau rồi thì ra tướng đôi khi cũng phải ra thăm đó, uh, binh sĩ ở chỗ này chỗ kia. thì nó chọn một người có cái nét giống như là Eisenhower nhưng mà ông đi là cái gì hello 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 vậy thôi không có nói gì nhiều hết đó nói là nó lộ mà đi xa 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 xa, xa thôi vậy đó thì là để để tránh cái tụi mà sợ điệp điệp, điệp vụ của 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 đức đó, nó, nó ám sát ấy. thì là có đóng giả nhưng mà nó đóng giả thì chỉ có một chút thôi chứ còn bây giờ sinh hoạt hàng ngày đảng cộng sản nga không lẽ nó không biết đảng cộng sản tàu không biết đảng cộng sản việt nam không biết cả ba cái đảng nó không biết cái thằng này là đâu bây giờ nhà của chúng ta tự nhiên có một người lọt vào nói là tôi là là, là anh là em gia đình có bao giờ có chuyện đó không? có ai mà lọt vô nhà mình là nó tự xưng là anh là em làm sao mà có được ba đảng là chuyện mà chưa kể cộng sản pháp nữa là bốn không lẽ bốn đảng nữa mà không đảng nào nó biết à cái cái chuyện đó là cái chuyện người ta ghét người ta phỉ ở đây còn cái xác trong đó đó thì tôi không dám chắc nhưng mà theo như chính thống nói thì coi như là ướp xác vậy thôi và cứ đại khái một năm thì lại đưa ra để mà thay để sửa chữa này kia vậy thôi nhưng mà cũng có lúc người ta thấy cái xác có lẽ càng ngày nó có thể nó càng rửa ra có thể như vậy cho nên tự nhiên ôm cái cái họa vào thân bây giờ không biết tương lai phải giải quyết như thế nào chứ còn ừ. vấn đề không có vấn đề dính tàu tiếng gì đâu quý vị để ý nha tôi nói chuyện với quý vị á, là những cái sự kiện mà còn những cái sự kiện mà gọi là giả tạo nêu lên đó, không bao giờ tôi tin hết á tôi nói luôn với quý vị đó cái 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 di chúc thứ năm là cái không có tin còn cái chuyện đó, ông hồ đó là người hẹ người tiều rồi uh, của tàu nó đóng giả cái lúc đó ông là vô danh tiểu tốt mà nó đâu có việc gì phải đầu tư một cái người như thế mà người như thế rồi ông về ông họp với đảng cộng sản việt nam mà tự nhiên con thằng tàu mà lọt vào đó nó nhận là việt nam mà lãnh đạo mà không ai biết à, làm sao có chuyện nó được? Nhưng mà có một cái điểm mà chúng tôi muốn nhấn mạnh quý vị, chưa giờ hầu như ít có ai nói lắm. Ngay trong phủ chủ tịch không có bàn thờ tổ tiên của dòng họ Hồ Chí Minh và Hồ Chí Minh cũng không về thăm quê cho đến khi mà chết, bà chị ông anh chết rồi ông mới về. Còn có lần là bà chị ra thì ông cũng chỉ tiếp sơ sơ rất là lạnh nhạt, đó và sau khi mấy người đã chết thì ông có về làm kim liên hai lần Đó, vậy thôi chứ còn trong phủ đâu có bàn thờ tổ tiên đâu dạ. có cái là người ta phải liền thấy không 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 có cái hình nào hết dạ. các bạn thất tin hỏi là tại sao trận viện biên phủ lính việt minh ở đâu mà nhiều về bắc minh hình như bắc minh này có nói nhầm qua rồi nhưng bắc minh có nói lại được không bắc minh à, cái lính là nhiều là như thế này nè Tất cả lính và sau đó Tăng cường thêm thì khoảng 60 ngàn Đó là lính đó Còn về dân công á Là khoảng 230 ngàn dân công Tức là nó bắt dân đi khiêng đổ thổ Thì uh, Thực ra thì với cái tuyên truyền của họ Với lại cái vũ khí uh, tiền bạc Mà uh, quyên góp Cũng như là các nước đó, nó viện trợ cho Thì ông có có Lực để ông huy động Trước đó đã đánh nhiều rồi chứ trận Điên Phủ đâu phải là, là, là đầu tiên đâu đã đánh ở Việt Bắc bao nhiêu trận rồi đấy chứ, đánh để mở cái hành lang để mà mà nhận cái tiếp viện từ bên tàu qua chứ còn nếu cái vùng đó Pháp nó còn chiếm thì làm sao mà Việt Nam mà không chung biên giới với tàu thì không có cái chuyện chiến tranh Việt Nam giống như Thái Lan này, giống như Phi Lợi Tân này cũng có Du kích cộng sản nhưng mà Du kích có mấy thằng với nhau ôm nhau rồi chết đói chứ làm cái gì? Ai mà viện trợ cho được đúng không? Có muốn viện trợ cũng không viện trợ được. Thái Lan cũng vậy, Thái Lan Đảng Cộng sản Thái Lan cũng giải tán, Phi Đức Tân cũng giải tán, Mã Lai, Ấn Độ thì cũng giải tán hết. Không chung biên giới làm sao mà tiếp tế được. Cả con con đường Hồ, Hồ Chí Minh nó vận chuyển hàng triệu tấn hàng mà quý vị thấy, không có cái con đường đó thì nó đánh đấm cái gì? Vừa người vừa vật vật tư. Đó. Thành ra tất cả mấy cái đảng cái kia là không làm được cái gì hết. Nước tàu mà sợ dĩ thắng được tường giấy thạch là khi ông rút về Diên An. Hồi đầu á, là Nga cử Borodin qua là viên chức cao cấp của Nga, cố vấn cho 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 cho, 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 cho Trung Hoa Quốc dân Đảng với lại Cộng sản Tàu. Kêu gọi hai đảng phải ngồi lại với nhau. Tại sao? Chống Nhật. Tôi bay vừa chống Nhật mà tôi bay vừa chống nhau làm sao mà đánh nhau với Nhật được. Thành ra bây giờ nó yêu cầu là hai đảng phải xác nhập vì cái đó là lệnh từ Để tăng Quốc tế cho nên hai bên phải ngồi với nhau. Đó, ngồi với nhau nhưng mà đồng sàng dị mộng đúng không? tuy là cùng ngồi chung nhưng mà mỗi thằng nghĩ một khác cho nên tụi cộng sản nó vẫn âm thầm nó phát triển đến khi mà tô văn chết tô, 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 tôn văn đó, tôn văn đi lên bắc kinh đó, để nói chuyện thống nhất tức là tô văn tuy làm cách mạng tân hợi thì cũng mới có nửa nước mà, chứ chưa hết thì lên phía bắc này nói chuyện thì coi như là ông bệnh ông chết và khi ông chết thì ông có nói một câu là cuộc cách mạng chưa hoàn thành để ông chết thì đến khi mà ông chết rồi thì tường giới thạch lên từ dưới thành lên làm một cuộc thanh trừng à, đảng cộng sản việt nam à, cơ, tàu đó làm thanh trừng đã ngồi với nhau rồi thì bây giờ ông làm thanh trừng cho nên Mao Trạch đông là cha con phải chạy vòng xuống dưới chạy tít lên là là là, 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 là 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 cái vùng biên giới nga đó thành đó đó là cái cuộc vạn lý trường trinh là quý vị tưởng tượng không chạy dài đến như vậy chạy một vạn lý là mười mấy ngàn cây số đó Thành ra cái đoàn quân đi 10 ấy, thì cuối cùng còn chừng 3, nửa đường là bị đánh rồi, là bệnh tật chết rồi, di chuyển mà liên tục. Thành ra lấy đâu mà vũ khí, lấy đâu mà lương thực, chưa kể là quân của tưởng giới Thạch nó đuổi nó đánh, nó vây, vây cái căn cứ của ông rất nhiều lần, cả triệu quân nhá vây cả triệu quân đó. Hôm rồi tôi có nói cái chuyện mà ông Võ Nguyên Giáp đó, nói là làm dung chuyển địa cầu đó, tôi mới coi lại một số những cái tài liệu này trong 30 cái trận đánh mà lớn nhất thế giới đó, không có điện biên phủ trong 30 trận luôn điện biên phủ là chỉ có lớn với việt nam thôi chứ có lớn với ai đâu mà lại dung chuyển địa cầu với lại không địa cầu cứ bị cứ mở ra đi 30 cái của hoa đó, in the world đó biết kết qua in the quốc mở ba chục cái có điện biên phủ trong đâu anh thấy kiểu có việt nam gáy với nhau thôi chứ dân không biết cứ ngày hôm nay cũng vậy nha vẫn là bác hồ là được unesco công nhận là danh nhân văn hóa tất cả những thằng cán bộ đi đâu bây giờ vẫn nói như vậy ngày hôm nay mà người ta đã chứng minh rằng không có nó chỉ có cái biên bản buổi họp thôi hiểu không yeah. đó. Rồi đến khi mà cái ông mà đại diện sau ông lên á ông nghe phản đối nhiều quá tại vì lúc lúc đầu họ họp mình đâu có biết đúng không lúc đầu họp mình đâu có biết là chuyện gì đâu ngày xưa nữa thông tin nó có nhiều đến khi họp xong đưa cái quyết định nó ra thì lại bắt đầu ào ào người ta mới phản đối đó là phản đối thành ra đó, rốt cuộc là coi như là không không, không không ông ông sao lên là không có tổ chức mà. cấm đảng cộng sản việt nam toàn đại sứ tổ chức luôn nó cho mượn phòng đó nhưng mà tưởng niệm hồ chí minh thì được chứ còn nói là danh nhân văn hóa là nô no. cái thơ mời bằng tiếng pháp nó nhận được nó bắt bỏ đi bỏ mà anh tiếc anh lấy cái đó anh gửi cho Việt Nam thì anh gửi nhưng mà gửi cho Pháp ấy thì anh sửa lại bỏ không bỏ dạ. nó không cho tổ chức luôn nữa có anh Đến phong lên dạ có anh phong lên hỏi Bắc Minh vậy ờ, cái kiểu hôn môi giữa những người đàn ông cộng sản mà Hồ Chí Minh hay ôm hôn người khác là bắt nguồn từ đâu về Bắc Minh không nó đâu có hôn môi nó hôn má thôi chứ đâu có hôn môi ôm thì có nhưng mà Hồ Chí Minh hôn nó thì khủng khiếp ôm ma trạch đông ôm ôm lưu thiếu kỳ là ôm đặng tiểu bình hôn chụt 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 ba bốn lần luôn đó. thì cái đó thì cái uh, của cộng sản là nó làm nhiều chứ còn người khác thì cũng có nhưng mà nó không có nhiều đằng này là các lãnh tụ đó, gặp nhau là cái hôn nhau kiểu đó yeah. Cái thời đó. Ma Trịnh Đông nó thì nó có cái áo lãnh tụ bốn túi đó, áo kaki lãnh tụ bốn túi. Đó. Thì Hồ Chí Minh cũng có thời mặc cái đó, đó. vì sau này không có nữa. Không còn nữa bây giờ là tàu là bị đồng hóa là mặc vét hết <laughs> caravat vét hết việt nam mà nước tàu là một nước có một cái nền văn hóa riêng đúng không rất là mạnh mà cuối cùng cái này là cái chuyện tổng quát thôi là cái âu phục đó nói chung là âu phục đó, nó chinh phục gần hết cả thế giới rồi bây giờ nước nào đi đâu cũng mặc vét nó không có cái đồ gọi là quần áo cho truyền thống nữa. mình cũng đâu có mặc áo dài thẻ tâm đâu đi quốc tế đâu ai mặc cái đó chỉ có lễ hội thì ra làm bái thì có thôi dạ câu hỏi cuối cùng của bác Minh à, ừ. tại sao ông hồ làm chủ tịch mấy chục năm mà không có ảnh tư liệu Võ tổ hùng vương xin bác Minh cho biết cái điều mà bạn nêu lên có lẽ là đúng đó thì như tôi nói đó khi mà ông đi ông về tới hang bắc mó thì đây là núi mát kia là suối Stalin mà rồi đến khi ông chết á trong cái diễn văn đó, ông chết đó di chúc đâu có chỗ nào nhắc tới hùng vương đâu mà khi tôi chết tôi sẽ đi gặp Bác Mát với Bác Lê Cụ Mát với Cụ Lê đó Thành ra ông cứ nghĩ Ông là người Cộng sản quốc tế Vô gia đình, vô tổ quốc Thành ra không có nhắc Thì tôi nói là ngay trong dinh chủ tịch Còn không có bàn thờ gia đình nữa mà. Đúng không? Ông là ở cái chức vụ đó thì ông muốn cái gì trả được Tại sao ông không lập nổi một cái bàn thờ cho gia đình không nhớ gì tới tổ tiên. Đó, về sau là bà Thanh là ra thăm ông con buổi rồi đi về rồi về sau này là không bao giờ gặp nhau nữa rồi mấy người đã chết hết rồi sau đó ông mới mới vào làng kim Thiên ông về ông mới đó. thì ông đâu có quan tâm gì đâu yeah. thì vợ ông ông còn bỏ nữa mà con còn bỏ nữa mà có tổ có tiền gì đâu vô một cái tin ngôn độc lập một cái là nói tới tin ngôn của mỹ rồi cách mạng pháp mà cái cách mạng pháp là nói sai nha cách mạng Pháp đó, nó là 1789 789 thì thấy con số dễ nhớ không cái năm rất là dễ nhớ 1789 trong khi ông Hồ viết ở trong cái diễn văn là cộng thêm hai năm nữa là 1791 tại sao vậy cái 1791 là cái hiến pháp của Pháp cách mạng có trước đúng không sau đó mới họp bầu quốc hội rồi mới ra hiến pháp thì cái câu đó ở trong cái cách mạng tư sản của Pháp được lấy đưa vào trong hiến pháp thì ông nói cách mạng Pháp mà ông lại nói vào cái năm của hiến pháp chứ không phải cái năm của của cách mạng. Cách mạng đó là cùng với thời Quang Trung của mình mà đem quân ra Hà Hội Ngọc Hội đánh quân nhà Thanh đó. Cái năm rất là dễ nhớ 1789. Còn cái năm mà ông ghi trong cái tuyên ngôn độc lập là, là 1791, đó là cái năm công bố hiến pháp chứ không phải là cách mạng pháp đó, bây giờ cứ mở nó coi coi tôi tìm ra 6 điểm mà nói thiệt tôi chưa có có bạch từng chút từng chút chị nhìn thoáng thôi là tôi thấy 6 điểm sai rồi. mà nó kêu đó là quốc bảo yeah. vậy thì cả nước giữ giữ một cái tác phẩm sai như vậy để làm cái gì thấy không đó đâu có đúng đâu cho nên cái hậu quả là ngày hôm qua đó bác Minh có một cái đứa học sinh nó mang cái cờ đỏ khăn hoàng lên nè mà mà nó chuỗi cô giáo nó chửi thầy không mà cái giọng nó là giọng miền Nam à, con bị chặn cái video đó rồi cho nên con không có đưa bác, bác mình Minh coi được có nghĩa là ngày hôm nay kinh khủng luôn cái nghĩa là cái đạo đức học sinh với giáo viên giờ không còn nữa cũng vậy nó kêu mày tao không à không cái, nó cái, không chuyện có... đó, cái chuyện đó đó cái chuyện đó ở ngoài bắc là lâu đời lắm rồi lâu đời lắm rồi từ cái thời mà những uh, cựu uh, quân cán chiến Việt Nam mà ra bắc học tập đó thì có khi ở cạnh những cái trại mà những cái trẻ em ngoài Bắc mà thất học rồi đi ăn cướp, ăn trộm rồi này, này, làm gái, đi điếm rồi kia bị bắt vô. Thì miền Nam đã thấy rằng là cái giáo dục miền Bắc là nó rất là tệ rồi. Tại vì sao? Tất cả là nó nhắm tiền thôi, nó không nghĩ gì tới đạo đức. Thì cái câu mà hy sinh đời bố, củng cố đời con là đã cho thấy cái đó đó. Tức là bố sẵn sàng làm bất cứ cái gì để làm sao đời con nó khá thôi. Đâu có đạo đức. Yeah. bây giờ tôi, nói nhà tôi nói nhà nhà bà xã tôi trong trong miền Nam đó, ở cái cái, cái, trại gia binh đó, thì có một số người đi thành ra cộng sản nó vào nó chiếm cái nhà đó nha nó vào nó chiếm cái nhà đó thì đến khi mình ở cạnh nó rồi đó một ngày nữa đó mình mới thấy rằng là bố mẹ là đánh con dữ dội lắm ngoài bác đó, là hay đánh lắm đánh chửi tùm luôn hết thì cái thằng nhỏ này á nó mới bị đánh bị chửi á biết là nó chạy ra trước nhà đó, đó. nó chạy ra trước nhà nó đó, đó. Nó quay vào trong nhà nó ăn cắt, ăn cắt. Ăn cắt. Đó. Miền Nam bao giờ có cái chuyện đó. Mà nó vô trong, nó ở và nó sống, nó nói thì mình, mình mới biết chứ. Chứ còn nếu không là mình, mình cứ tưởng là miền Bắc là, 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 là kỷ luật, rồi ngăn nắp, rồi đâu vào đó rồi này. kia ngon lành lắm. Thực ra cái đám con nít thôi đó. 15, 17 tuổi là đã là hành du côn, du đáng là điếm đảng rồi. Đó, những wow. cái người đi học ở ngoài bắc có những cái trại đó ở chung cạnh đó, cạnh bên cái đám mà tụi con nít đó nó đó, đó, mới có mười mấy tuổi mà yeah. nó đã như vậy rồi yeah. nó yeah. chửi bố mẹ nó mà nó ra trước cửa nhà nó đứng nó chửi thì với kinh khủng mày tao không à thành ra cái đất nước mình mà có phục hồi á cơ sở vật chất tôi đồng ý có gia tăng đời sống cũng có khá hơn xưa một chút nhưng mà nó vẫn không công bằng chênh lệch giàu nghèo quá lớn và cái quan trọng nhất là về cái đạo đức chúng ta không phải là bắt đầu từ zero mà chúng ta bắt đầu từ số âm phải sửa lại tất cả những cái tệ hại mà cái đạo đức là cái chi phối cái cuộc sống quan tính của con người con người có tốt thì xã hội mới tốt được chứ con người mà bây giờ trục dịch Bây giờ nó lập thành ra những băng đảng là năm chục 100 người luôn mà đó công khai hối lộ mà qua mặt Nguyễn Phú Trọng ngay tại Hà Nội chứ không phải là nơi nào xa xôi ấy. mà Nguyễn Phú Trọng thì nói thì nói vậy chứ cũng vẫn, vẫn là, mới đây nè trên cái đài rồi, Đỗ Dũng nó bàn đó. không có vùng cấm nhưng mà có vùng né <laughs> có vùng phải né không có lôi ra được con cháu mình bây giờ làm sao mà lôi ra yeah ok tôi nha mình, okay, dạ con cảm ơn bác minh nhiều nha rồi thì dương okay. cũng cảm ơn uh, quý anh chị em đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi diễn đàn này tôi dương sẽ trở lại sớm thôi con xin chào bác minh và chào toàn thể quý vị bye bye okay. xin chào okay. lại rồi dạ. cảm ơn dạ. tất cả quý vị nha hẹn gặp lại sau tôi dạ. nghỉ mấy phút rồi lát nữa tôi vô với chương trình ở bên vợ ok dạ bye bye